Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like, muốn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũ cối xanh hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tuổi đời của nó từ năm 1966 này, công ty này của nó tương đối là lâu đời rồi, 1966 đây. Mũ cối xanh cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130k thôi. Bút của anh đâu rồi? 130.000 cho một con mũ cối xanh như này nhá. Lên cho em là mũ cối xanh, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp trà sâm đây. Đấy, một cái hộp trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xách tay từ Hàn Quốc về nguyên đai nguyên kiện như này, made in Korea, 220.000 một hộp nhá. 220.000 một hộp. Đấy. 220.000 một hộp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, 220.000 một hộp đây. Trà sâm của Hàn Quốc này. Đó. Hàng này thì sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói như này, hộp 100 gói này. Đấy, đây là cái trà của nó thì các bác có thể pha nước hoặc là sử dụng ăn trực tiếp luôn. Đấy, tốt nhất thì cách sử dụng là mình nên ăn trực tiếp là xong nhá. Đấy, các bác dốc thẳng vào mồm mình ăn trực tiếp luôn hoặc pha nước uống cũng rất là ok, nó gọi là trà sâm nhá của Hàn Quốc. 220.000 một hộp 100 gói, hàng made in Korea. Đây, made in Korea. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, chống hàng giả, hàng nhái, ok nhá. 220.000, lên cho em là trà sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp học sinh nhá. Đấy, chuẩn bị vào đầu năm học rồi thì các bác mua sắm những cái đồ học sinh cho các em nhà mình. Đây là một cái cặp chống gù lưng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng là thiết kế theo kiểu đứng chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Thiết kế theo kiểu đứng như này thì nó sẽ là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó, và bỏ thì rất là rộng như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ không bị quăn mép sách rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, chống gù lưng nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con cặp chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Các bác lên cho em là túi nam 110.000 cho một con túi nam như này. 110k. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam 110.000 nhá. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết. Đây, nó cũng khá là nhiều ngăn luôn thì con này cũng rất là tiện. Đây, 110.000 cho con túi nam như này. Đây nó sẽ có một ngăn to này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ này. Đấy, và một ngăn đằng sau nữa. 110.000, chiều cao khoảng 25, chiều rộng khoảng 20 và của nó sẽ là cái dòng chiều ngang của nó vào khoảng là banh nha, khoảng 10 cm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia 100.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này, mỏ hàn thiếc. Đấy, con này có điều chỉnh nhiệt độ này. Có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác nhá. Để nhiệt độ từ 200 lên tới 450 độ C, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, dây cắm nhiếc của nó này có điều chỉnh nhiệt độ này. Và tặng kèm các bác sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái bộ 5 mũi thay này, bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một cái hộp một bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một hộp nhựa thông. Đấy. 1 2 3 4 món như này, tổng là 4 món nhá. Đấy, một mỏ hàn, 5 mũi thay, một thiếc, một nhựa thông, giá chỉ có 100k thôi. 100k nhá. Lên cho em là mỏ hàn thiếc 100.000 nhá. Mỏ hàn thiếc 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khăn lau bếp nhá. Đấy, 30.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp nhá. 30.000 một bịch 10 chiếc. Đấy. Chiều rộng của nó thì sẽ là 20-20 nhá, 20-20. Đấy, bằng bông tự nhiên. Con này các bác có thể dùng để mình lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp, giá sẽ là 30.000 một bịch này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt. Cái này thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào cái tháo quạt ra và đấu trực tiếp vào các cái chân cắm quạt cho em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là cách đấu điều khiển quạt nó sẽ ra. Thì các bác đấu các loại quạt cho em, quạt trần này. Đấy, nói chung là các loại quạt thì có tất cả các cái công, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là xong. Đấy, là nó sẽ ra cái cách đấu cho các bác luôn, rất là tiện ích thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50 cành thôi. Quạt cây này, các loại quạt nói chung là được hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một con điều khiển quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba hũ gia vị như này nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. 60.000. 60.000 mà được tới 3 chiếc luôn. Hàng nhựa cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nhựa nguyên sinh như này. Khi mà các bác sử dụng ấy thì mình chỉ cần lấy tay ật như này thôi. Đấy, có xìa múc, xìa rất là dày dặn luôn.
60k. Cái này thì chiều cao của nó vào khoảng 10 cm, chiều rộng vào khoảng 7 cm. Đó, rất là ngon lành như này. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Đấy, cả một ví đẹp như này bao gồm là 3 hũ nhá, giá 60.000 thôi, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo vàng nhá. Kéo vàng giá bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 chiếc kéo vàng như này. Và bán thanh lý cho bác 100.000 bốn chiếc luôn. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng hàng nội địa của Nhật, thép SK5 Japan này. 100.000 cho bốn chiếc nhá. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng như này. Hàng thì giá cực kỳ hấp dẫn, hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao vàng nhá. Đây, con dao vàng như này. Con này thì hàng siêu sắc bén cho bác luôn. Hàng này thì rất là bén nhá. Đây các bạn này. Đấy. Hàng rất là bén luôn các bác thấy không? Đây, rạch đi bóng còn đứt này. Đấy. Lên cho em là dao vàng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cũng giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có con dao vàng này bao nhiêu nhỉ? Dao vàng này. Con dao vàng này 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên cho em là dao vàng 20.000 này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kẹo sâm nhá. Đấy, kẹo sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đây, các cái tập đoàn của Samsung các thứ này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một gói của nó thì nó sẽ là vào khoảng 500g nhá. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea luôn. Con này thì của nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên sâm như này nhá. Đấy, giúp cho các bác là lái tàu, lái xe này, hoặc là người cơ thể mệt mỏi này, ốm đau mới dậy này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Hoặc các bác có thể dùng trà sâm này. Trà sâm thì sẽ là 220.000 một gói. Còn là kẹo sâm thì sẽ là 90.000 một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 25.000 một vỉ, bao gồm 2, 4, 6 chiếc luôn. 2, 4, 6 chiếc. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải như này. Giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một hộp bút như này. À, một con cân treo như này nhá. Cân treo 70.000 một chiếc này. Đấy, 70.000 cho một chiếc cân treo điện tử như này. Đấy, con này thì nó sẽ kèm một viên pin nhá. Còn hết pin thì các bác ra hiệu sách mua cho em. Đấy, ra hiệu sách mua cho em rất là rẻ thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em. Lắp vào này cho em, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật lên cho em là xong. Đó. Nếu mà các bác lắp mà nó chưa đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em nhá. Đảo chiều lại cho em cho nó đúng chiều pin là ok. Đó. Các bác có thể đảo chiều pin lại cho nó đúng chiều nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho một con cân treo như này thôi. 70k cho một con cân treo như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, nếu lắp chung đúng chiều pin thì các bác đảo lại cho em là ok. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, số là số hiển thị điện tử như này. Đấy, mắc của nó thì được 50 cân nhưng các bác cứ cân cho em là 2 30 cân là ok. Đây. Đấy, nó có quai đeo như này các bác này, số điện tử luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ báo cân các bác này. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rồi. Đấy, giá chỉ có 70k anh thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70.000 cho một con cân treo như này. 70k cho một con cân treo như này nhá. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đấy, và các bác là dùng để mình đi câu đi kẹo này, đi câu đi kẹo, hoặc là các bác nói chung là dùng vào công việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đây. Đấy, cái đây là cái lẫy pin của nó này. Đấy là cái lẫy pin của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đi câu đi kẹo hoặc là các bác dùng vào công việc gì cũng được, nó khá là phù hợp để cho các bác sử dụng thôi. Lên cho em là cân treo nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho con cân treo như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa. Đây, nó sẽ bao gồm là một con đầu chuyển như này và ba lưỡi này. Các bác có thể dùng để cưa sắt, cưa thép rồi cưa gỗ đều được hết, 70.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 70. Đây các bác này, các bác có thể dùng để cắt sắt này hoặc là cưa gỗ này, đều ok hết nhá. Các bác cứ lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào máy khoan cầm tay nhá. Đấy, cắt sắt, cưa gỗ, nói chung là sắt thì sẽ không ngọt bằng cưa gỗ đâu. Chủ yếu thì các bác dùng để cưa gỗ thì sẽ là ok hơn. Đấy. Lắp vào cho em rất đơn giản thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này là rất là hợp lý rồi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một sen như này, tặng kèm cho các bác là một dây và một cái đầu cao su như này. Đầu cao su như này các bác này. Đấy, đầu cao su như này. Thì các bác dùng thì tắm thì mình sử dụng cái đầu cao su này mình kỳ cọ luôn. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có điều chỉnh nấc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay, các kiểu con này đều luôn, có điều chỉnh tăng áp như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, lên cho em. Lên cho em là sen cao su, giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành như cái bộ sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là
trên dưới 30 lưỡi nhá. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. 30 lưỡi, một bàn cạo và một lọ thuốc này. 31 lọ kem, một lọ kem để chống rát nhá. Một lọ kem chống rát, một bàn cạo và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 cái lưỡi kép như này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000, 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem. 55.000 mua một lần dùng cả năm luôn. Các bác cứ mua cho em một lần mình dùng cả năm luôn, ok. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn phễu nhá. 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn. Đấy, 90k thôi. 90k cho một con đèn phễu như này, có kèm quai đeo cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Đây. Đấy, con này thì nó về theo lô, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Đây. Ánh sáng vàng thì các bác dùng nó cũng rất là thật luôn. Đây. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá là 90k. Đấy. Có cả cổng sạc. Đây, cổng sạc vào đây, cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Có báo pin. Lên cho em là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. 90k cho một em đèn phễu như này nhá. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân các bác dùng trong nhà bếp cho em. Nhà bếp để mình cân thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nói chung là cũng cân được đa chức năng nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Đấy. Ở đây thì có sẵn pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Lô này về thì lại có pin nhá, có sẵn pin như này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, 90.000 một con cân như này thôi, có số điện tử như này, có báo pin này. Đấy. Điện tử báo pin biết đầy đủ cho bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây. Tháo pin ra lắp vào. Bên em bán thì có lô có pin, có lô không có pin nhá. Hàng về tùy theo lô thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Lên cho em là cân 5 nhá, để các bác để trong nhà bếp mình cân kẹo này, rất là ok luôn. Số điện tử như này nhá. Đây. Đấy, em đặt con dao này lên này. Đấy, đặt con dao này lên. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác lắp pin vào mà nó không chạy thì các bác điều chỉnh cho em chế độ này, về chế độ là gam nhá, về chế độ là gam là xong. Đó. Bật này, tắt đi bật lại này. Đấy. Tắt đi bật lại cho em. Đó. Đây. Các bác cứ tắt đi bật lại cho em. Đó, sau đó thì mình để thăng bằng cho em, sau đó thì chuyển cho em về chế độ gam. Đây các bác này. Đấy, đây. Nó rất là nhiều chế độ nhá, nó rất là nhiều chế độ luôn. Thì các bác để cho em chế độ gam này. Đấy, nó có âm dương rồi rất là nhiều chế độ. Thì các bác cứ để chế độ cho em là xong. Đây, đấy, đây. Con này là 2 gam này các bác nhá. Đó, này số này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Cân 5 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình trà nhá. Đấy, đây là cái bình trà inox. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng nhá. Bình trà inox 4 lạng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130.000 thôi. 130.000 cho con bình trà inox 4 lạng như này. Rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp, các bác có thể dùng để đựng đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết chứ. Đấy. Rất tiện ích luôn. Đựng được bình trà 4 lạng, hàng nội địa của Nhật này. Đó, inox 304 nhá. Bình trà inox giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin như này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Hút rất khỏe luôn các bác thấy không? Đó. Hút rất là khỏe luôn. Cả hút cả thổi luôn nhá. Cả hút cả thổi luôn. Đầu này thì hút này, đầu này thổi này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan. 170.000. Lên cho em là hút bụi chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá, 150.000, 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này bác này. Bao gồm là 1 2 3 chân cắm này, 2 chân USB và một cái đầu để các bác dùng để sạc nhanh như này. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150k. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh, 150.000 cho cái ổ sạc nhanh như này, 150k nhá. Đấy, 150.000 cho con ổ sạc nhanh rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là con máy đuổi chuột nhá. 35.000. Nước đã. Ừ, 35.000 cho con máy đuổi chuột như này nhá. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy. Đó, made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng.
chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này, một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc hàng made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, made in Japan này, đinh đai ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn. Cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này. Bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy. Một cái hệ thống ống như này. Kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000, các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này. Rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gà và tiền dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, quả theo rất là tiện luôn. Cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát rất gọn gàng và tiện dụng, đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này, xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại giấy tờ ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá, 30k thì cái túi đựng điện thoại như này thôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi đựng điện thoại 30.000, túi điện thoại này 30.000 à, 40k các bác nhá, 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90k 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng, các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy, các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra, sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn, không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng giá sẽ là 370k, 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy, lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy, và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up, các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy, thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này.
khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này, đó, rất to luôn đó nhá. Đó, đóng cửa vào thì không sao, bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi, ban đêm các bác lại bật lên. Đó, đây đấy, các bác gắn lên cửa lên cổng cho em, gắn lên cửa lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó, hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này đấy, khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy, 30.000 cho một cái chuông báo trộm này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành như cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có 1-2 quả cam các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này, 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm. Và miệng của nó thì khoảng 2,5 cm. Đấy, như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này, cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Thì mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó. Đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k cho con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi
nói chung là nhiều lắm, bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok, bằng thép rất là đẹp luôn, 50k rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn, cơ số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nha. Mã sản phẩm đầu tiên em lên các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisa Villa, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, các bác theo đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy, mở nắp ra đậy vào này. Đấy, con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá, đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi, rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó, giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này, các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy, nó có sẵn đâu, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này xem thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật, nguyên đai nguyên kiện như này nhá, made in Japan các bác nhá, made in Japan, 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá, made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá, bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh, 40.000 một bánh như này, và 101 cho 3 bánh nhá. 342 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá, dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này, cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây, Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU, dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Anh em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. Cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây, cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em, xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình. Rất là tiện ích luôn, máy tiết kiệm điện 60.000. Các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này. 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Đây xem là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái như đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận đấy nhá. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho một bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm nó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Thì hôm nay bên em về được một ít cái kéo của Nhật, hàng thanh lý nhá, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm nhá. Đấy 15 cm. Hàng thì siêu sắc luôn các bác nhá, siêu sắc. Con này thì nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình làm thủ công này, làm nghề hoặc là nói chung là cắt các thứ linh tinh, nó cũng rất là nhỏ gọn luôn. Quai của nó cán rất là chắc chắn luôn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác lên cho em đó là đây, em sẽ đo thực tế cho bác. Con này thì nó dài là đi 15 cm nhá, kéo dài 15 cm. 15 cm như này 15 cm rưỡi. Em gọi cho nó là kéo dài 15 nhá. Lên cho em là kéo 15. Con này thì giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá, kéo 15. Giá sẽ là 10k. Đấy các bác lên cho em là kéo 15 này. Kéo 15. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này, giá siêu rẻ mạt luôn. Đấy 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này nhá. Lên cho em là kéo 15 này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho con kéo 15 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo 20 nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là 21 cm này. Đấy. 21 cm như này. Đấy thì con này cũng rất là ngon luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Có đầu mở nắp chai này, mở nắp chai rồi kẹp cua ghẹ này, có phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này, cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn. Con này thì nó sẽ dài là đi 21 cm, 21 cm rưỡi. Thì con này các bác lên cho em là kéo 21 nhá, kéo 21. Giá của nó sẽ là 15k. Đó, kéo 21 này. Kéo 21, giá sẽ là 15k một chiếc, 15.000 một chiếc nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Con này thì sẽ là 15.000 cho một chiếc kéo như này nhá, 15k một chiếc. Còn con này thì sẽ là 10.000 thôi, 10.000 cho một con kéo như này. Đấy, dài 15 cm, con này thì dài 21 cm. Đó thì các bác muốn lấy combo thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy nhá. Lấy combo thì lấy mỗi loại một chiếc thì lấy, hoặc là lấy lẻ thì lấy nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật, thanh lý siêu thị nhá. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, siêu sắc bén, thép trắng không gì, và giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Con này sẽ là 15.000 một chiếc và con này sẽ là 10.000, 10.000 trong chiếc kéo như này thôi. Giá thanh lý gần như là giá cân ký luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kích điện nhá, 175.000. Con này sẽ là chuyển từ điện áp quy 1224 sang điện 220V. Đây, có công tắc đóng ngắt ở đây này, có cổng sạc luôn và có chân cắm cho điện các bác sử dụng điện trực tiếp nhá. 175.000. Lên cho em là kích điện nhá, kích điện 175.000. Các bác cắm là áp quy 1224 đều được hết nhá. Đấy. Đầu ra của nó này. Đấy, 12V hoặc 24V nhá. Đó. Công suất của nó là lên tới điện 220V và có cho các bác là 100mA này. Đó, giá rất là ok cho bác luôn, 175.000. Về nhà các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cái là sẽ có ngay điện 220, chạy quạt điện này, chạy các thiết bị điện 220 ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi sinh tồn nhá. Đấy, còi sinh tồn. Giá thì sẽ là cái còi sinh tồn thì bao nhiêu đấy? Còi ấy này. Còi có la bàn này. Đây, một con còi rất là đẹp như này các bác nhá. Đó. Đấy. Còi cứu hộ các bác nhá, còi cứu hộ 25.000. Con này thì có cả cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ miền Bắc đang là trên 30 độ C này.
Đó, và có cả la bàn luôn nhá, có cả la bàn các thứ như này. Lên cho em là còi cứu hộ giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho con còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, là cái đế nóng. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm nóng tất cả mọi thứ luôn. Đây, có báo điện này, có điều chỉnh nhiệt độ này, có số 1, số 2, số 3 này, và đây là cái đế bằng gang này. Các bác cứ đặt lên, các loại xoong nồi đều đun được hết nhá, xoong nồi inox nhôm nhiếc đun được hết luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên đây là nó sẽ giúp cho các bác giữ nóng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Lên cho em là đế nóng 130.000 cho con đế nóng như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Đấy, chổi tự vắt đây. Con này thì rất là tiện luôn. Khi các bác sử dụng thì là nó sẽ có cái tính năng là các bác chỉ cần là lắp vào cho em và kéo nó sẽ tự vắt nhá. Đấy, đây. Có 3 nấc cho các bác về các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100 cành cho cái chổi tự vắt này thôi. Xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó, sau đó thì các bác nâng lên cho em. Xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Vắt thì các bác kéo này cho em là nó sẽ kiệt này. Đấy. Kéo này nó sẽ tự vắt cho các bác này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3, xoay 360 độ và nó sẽ tự vắt cho các bác luôn. Lên cho em là chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 nhá. 100k tròn cho con chổi tự vắt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo vắt cành trên cao nhá. Con này thì nó sẽ là một cái đầu lưỡi cưa và một đầu kéo như này. Đây, đầu kéo như này các bác này. Đầu kéo rất là to luôn. Hàng made in Japan nhá, kéo cắt cành trên cao. Đó, về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Kéo cắt cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. Con này. Đấy. Bắt kéo vào, giật dây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện đấy. Luôn nhá. Đấy, em sẽ cắt lại thử một lần nữa cho các bác xem này. Đấy, ví dụ cành này cành tươi các bác nhá. Các bác móc kéo vào này. Đứng dưới giật dây. Đấy. Đầu kéo bên em ấy đảm bảo. Đấy các bác lắp vào để mình cắt nhá. Đấy. To như ngón chân cái. Có cả đầu cưa luôn nhá. Có cả đầu cưa thì các bác lắp vào các bác cưa. Ngoài ra thì bên shop bán là không có kèm cán đâu nha, về nhà các bác tự chế cán nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ kéo bộ làm vườn nhá. Bộ làm vườn thì combo 4 món như này sẽ là 160.000. Bao gồm cho các bác là hai cưa này. Đấy. Hai cái cưa như này. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đó. Ngoài ra thì sẽ là có hai kéo này. Một con kéo cắt cành như này, kéo cắt cành như này, thép SK5 không gỉ này. Đấy, có kèm thêm một lò xo. Đây, kéo cắt cành như này nhá. Đấy. Một con kéo cắt cành như này các bác này. Đấy. Một con kéo cắt cành như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác thêm là kéo tỉa nữa nhá. Một cái kéo tỉa nữa. Kéo tỉa này thì nó sẽ là 20 cent. Đấy, cũng hàng made in Japan hết nhá. Đấy, made in Japan các bác này. Đây, made in Japan nhá. Đó. Thì combo cho các bác là 4 món sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món, bộ bao gồm là bộ 4 cưa kéo nhá. 160.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ theo giá lẻ các bác, mua lẻ thì sẽ theo giá lẻ nhá. Thì con kéo tỉa này sẽ là 40k này. Con kéo tỉa này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con kéo tỉa như này. Đấy. Còn con cưa gấp này thì giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con cưa gấp như này. Đấy. 60.000 này, 60.000 cho con cưa gấp như này. Con kéo cắt cành này thì sẽ là 80k nhá. 80k cho con kéo cắt cành như này nhá. Kéo cành. Đấy, 80.000. Ngoài ra thì con cưa lách này thì giá của nó cũng là đây, con cưa lách này bao nhiêu đấy? Cưa lách này cũng là 40.000 luôn, 40k nhá. 40k cho con cưa lách như này. Đấy. Thế là nếu các bác mua combo thì chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì rất là đắt nhá. Mua lẻ thì nó vào hơn 200 cơ. 40 là 80, 80 là đi 160, 60.000 nữa là vào 220. Thế mà các bác mua combo 4 món như này nhá. 4 món cưa kéo như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là bộ 4 món cưa kéo nhá. Đấy, bộ 4 món cưa kéo 160k cho 4 món luôn. Tính ra vào có 40.000 một món này thôi. 4416 này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái búa đinh nhá. Hai cái búa đinh nhá. Đấy. Thì con búa A1 này thì sẽ là 130.000, A1 này. Đấy. Con này lên cho em là A1 nhá, búa A1 130.000. Còn con A1 A1 là to đúng không? À búa A2. Búa A2 to nhá. Con này sẽ là A2 to này. A2 to là 130.000. Còn con A1 nhỏ nhá, A1 nhỏ chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 này. Con nhỏ này là 80 cành nhá. Còn con to này sẽ là con to này là 130.000. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy, có con nhỏ con to, lấy con nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái
máy tiết kiệm điện nhá, máy tiết kiệm điện, hàng công nghệ của Nhật nhá, hàng của Nhật cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho con máy tiết kiệm điện này thôi, 60k. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con máy tiết kiệm điện như này. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, giá chỉ có 60 cành thôi nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện này, giá 60.000 siêu rẻ luôn. Một tháng các bác có thể tiết kiệm được từ 30 đến 50% hiệu điện tiêu thụ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ô dù của Nhật như này nhá. Dòng này nó sẽ là dòng tự động này. Đây, bật ra này. Đấy, bật ra tự động như này. Hàng thì của nó là nan kép và của nó sẽ là hàng nan là nan kép nhá, và của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 1 mét này, rất rộng luôn, nan kép đường kính 1 mét, tự động cho vào này. Đấy. Các bác chỉ cần là xoắn vào cho em là xong. Đấy. Mình đẩy vào như này cho em là xong này, sau đó thì mình gấp vào này. Đấy, sau đó mình gấp vào. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đấy. Bật ra như này các bác nhá. Bật ra như này nó sẽ ra này. Còn bấm vào thì các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn lấy này nó sẽ bật vào luôn. Đó, rất là tiện. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80.000 cho cái ô dù Nhật như này nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải ni lông trơn nhá, nước đổ đầu vịt nhá. Đó, vải ni lông trơn nước đổ đầu vịt cho các bác luôn. 80k. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. 80k cho cái ô dù Nhật như này, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Ô dù Nhật 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mã này nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Này nó sẽ là bộ ba tô nhá, bộ ba tô 90.000. Tính ra vào 30.000 một chiếc thôi. Nó sẽ có cho các bác là ba cái tô. Cái to nhất này của nó sẽ dung tích lên tới to nhất này thì dung tích của nó là lên tới 1.8L nhá, 1.8L như này, cũng khá là dày luôn. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900. Đấy, 900. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900 này. Và con này thì của nó sẽ là 1.2L. Ba cái tô này thì các bác dùng rất là tiện, hàng inox này. Các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm rồi nói chung là múc cơm canh. Đấy, nhà có khách khứa dùng rất là tiện, sạch sẽ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là rửa ráy nó tiện, không lo bị bong chốc rồi. Cá hai con chốc rồi. Đấy, bong chốc bị vỡ nhá. Giá sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba tô nhá. Ba tô 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút nước rửa bát nhá. À cái hút rửa bát nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây các bạn này. Đấy. Chỉ cũng chỉ mấy chục nghìn đồng, nó đặt vô cùng đơn giản. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới than dầu. Mình cứ mua cái can 5 lít về sau đó thì mình cắm vào cho em là xong. Giá chỉ có 70.000 thôi nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái này sao lại không có vòi nhỉ Phương nhỉ? Cái bộ 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng như này giá 110.000. 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 110k thôi. Giá cực kỳ là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. 110.000 cho 5 cái hộp mũi khoan đa năng như này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi tất cả nhá. Mũi của nó là hình mũi khế như này nhá. Hình mũi khế này. Thép của nó là có phủ titan luôn. Có phủ titan nên là khi khoan được hết nhá. Khoan các loại chất liệu đều được hết, trừ kính cho em thôi. Trừ kính còn lại là khoan được hết nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, dùng rất là tiện, khoan tường, khoan đồ đa năng luôn, khoan kính, khoan giếc, 110.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đây, quạt xanh 55.000 cho con quạt xanh như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc luôn nhá, bao gồm một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ cần là đưa ra là mình sử dụng thôi, kéo cao được lên tới khoảng gần 40 cm, có công tắc ở đây. Các bác có thể dùng số 1, 2, 3 tùy theo nhá. Thời gian chạy của nó liên tục từ 3-5 tiếng tùy theo dung lượng sạc nhá. Có 3 số này, các bác có thể để ở mọi ngóc ngách đều được hết nhá.
Đấy, gập lên gập xuống đều ok. Lên cho em là quạt xanh 55.000 một chiếc nhá. Quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây điện vàng nhá. Đây. Chiều dài của nó thì từ 15 đến 20 m nhá, từ 15 đến 20 m, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đây, nó sẽ là một đầu dây đúc liền như này và một ổ cắm này. Đó. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, có đèn báo nhá. Ổ này là ổ chống vỡ nhá. Giá thì sẽ là 150.000 cho một cuộn dây như này. Lên cho em là dây điện vàng 150.000 nhá. Dây điện vàng 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. 100.000 cho con cân sức khỏe như này. 100k nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cân như này, có kèm sẵn cho các bác là cả pin điếc luôn. Các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Cân của nó thì nó sẽ là dạng cân kính cường lực như này nhá. Kính cường lực lên tới là 180 cân, có báo số điện tử, các bác về lắp pin vào cho em là xong. 100.000 cho con cân sức khỏe như này nhá. Lên em là cân sức khỏe 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Một con bơm 2T hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan này, thương hiệu Santalay made in Japan. Dây của nó thì là dây mềm như này. Đấy. Và đây thì các bác có thể đẩy ra này. Đấy. Đây, hàng thương hiệu Santalay made in Japan. Con này thì giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. 230.000 nhá. Bơm 2T, lên cho là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng. Con này cũng 230 luôn. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. 230k nhá. Đó, đây các bác này. Đây, rất tiện ích luôn nhá. 230.000. Có kèm pin cho các bác luôn. Về nhà các bác sử dụng để mình đo đạc rồi làm điện. Có đo vôn kế, ampere kế rồi ôm yếc đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào làm thợ điện thì nên dùng con này. 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Đây nó sẽ làm cái đệm ghế như này. Đệm silicone giá 90.000, đệm than tổ ong nhá. Các bác dùng để mình ngồi này. Đấy, chống bệnh trĩ rồi nói chung là thoáng khí. Đây, có vải dệt 3D như này nhá và than tổ ong như này. Đấy, ngồi rất là sướng luôn. Lên cho em là đệm ghế giá sẽ là 90.000 cho con đệm ghế như này nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ các bác này. Con này thì đợt này giá nó hơi cao một chút, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con nhẫn đồng hồ như này. Đây. Các bác có thể đeo vào như này, vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất tiện ích luôn. Đó. Giá thì sẽ là 40 cành cho một con nhẫn đồng hồ như này. Dây của nó là nó thuộc dạng dây giãn như này, nên là các bác ai cũng đeo được nhá. Ai cũng đeo được, tay to tay nhỏ đeo được hết. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là keo đa năng nhá. Có lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, nó là hộp vỏ xanh như này, lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì giá của nó sẽ là đây các bác này. Đấy, các bác có thể dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt cho em được luôn. Đấy, các bác theo. Đây. Dán sắt này. Dán đồ gỗ này, rồi nói chung là đa di năng luôn, cánh cửa tủ này. Đó, rất chắc chắn luôn các bác nhá. Ổ điện này. Đó. Rất chắc chắn nhá. Dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt được luôn, kể cả dán dưới nước này. Các bác cứ để khô cho em từ 2 đến 3 ngày nhá. Đó, sau đó thì bắt đầu sử dụng này. Keo dán đa năng công nghệ Nhật Bản nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 một típ nhá. Lên theo là keo dán xanh 20k một típ và 3 típ sẽ là 50.000. Đây. Đấy, một típ của nó sẽ là 60g như này. Đấy, 20k một típ nhá, 20.000 một típ, 3 típ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu dây sạc nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là cái dây sạc tự ngắt nhá. Con sạc tự ngắt này thì công suất của nó là 100W. Con này thì giá của nó, con tự ngắt này bao nhiêu đấy? Con này sẽ là 40k nhá. 40k, công suất của nó là 100W này. Và nó tự ngắt thì các bác dùng nó rất là an toàn nhá. Ban đêm hoặc là các bác không để ý thì nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn. Có hệ cái hệ điều hành ở đây và nó sẽ tự ngắt cho các bác nhá. Sạc tự ngắt giá sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây sạc béo như này. Nó là dòng dây sạc nhanh rất là an toàn luôn và chắc chắn này. Có đèn báo bên đầu như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái sạc béo này. Lên trên là sạc béo 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô kéo này. Kéo thì bên em có hai mẫu nhá. Kéo này nó sẽ là kéo 15. Cái mẫu kéo 15 này là kéo nhỏ này, rất là bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn. Con kéo 15 này thì giá sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k cho một kéo 15 như này. Tức là chiều dài của nó sẽ là 15 cm nhá. 15 cm. Đó. Còn tiếp theo là con kéo 21, chiều dài của nó là 21 cm. Giá thì sẽ là 15.000. Đấy. Con kéo 21 là 15.000. Còn con kéo 15 thì là 10.000 thôi nhá. Đây.
rất là bén luôn các bạn này. Đấy, rất bén luôn. Đây, các bạn thấy không? Rất bén luôn. Đó, rất là ngon lành nhá. Chất liệu của nó thì thép trắng không gỉ này. Hàng có thương hiệu Hàn Hoi nhá. Đó, đây. Rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, con này sẽ là 10.000 và con này 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy. Bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng nước lọc nước uống là ok. Đấy, con này thì nó không có giữ nhiệt đâu. Các bác chỉ dùng để đựng nước lọc nước uống các thứ thôi. Đó. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá 80.000 thôi. Đấy, lên treo là bình 20 nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá. Đây. Đây nó sẽ là một con nồi lẩu mini như này. Có cả khay hấp cho các bác luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để chiên rán xào nấu này. Ổ cắm điện cái thứ đàng hoàng nhá, dây cắm cáp đàng hoàng. Đó. Các bác có thể dùng trực tiếp như này để mình nấu mì này, chiên rán xào nấu hoặc là dùng hấp ở đây. Đây là cái nắp của nó này. Các bác có thể dùng trực tiếp hoặc là dùng qua cái nồi hấp này cũng được. Dùng qua cái nồi hấp này cho em cũng ok thôi. Đó thì nó sẽ có cho các bác là hai chức năng, một là chiên rán xào nấu nấu trực tiếp, hai là các bác dùng qua cái khay hấp này cho em nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này. 150.000 một chiếc thôi nhá, 150.000 cho con nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá, bóng đèn. Con 5 cánh này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Đấy, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Bóng đèn 5 cánh siêu sáng luôn thôi nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh siêu sáng như này. 1 2 3 4 5 cánh siêu sáng luôn. 120.000. Gập cái này xuống cho. 120.000 các bác nhá. Đấy, đèn 5 cánh siêu sáng 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy. 2 này, 4 này, 6 8. Con này thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh như này nhá. 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, con này sẽ là 8 cánh này, 2 4 6 8 cánh. Công suất của nó là 200W nhá, còn con 5 cánh là 100W. Con này là 200W siêu sáng luôn, 200W. Đây. Đấy. Con này thì sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con này. Đó, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu này thì lấy, mà lấy mẫu kia thì lấy thôi nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đó. Các bác lấy mẫu nào tùy ý các bác. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bộ nồi của Đức nhá, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy thì bộ của nó sẽ bao gồm là 6 món như này nhá. Đấy, 6 món như này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái nồi nhỏ. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. Nồi nhỏ, con này là dung tích là 2 lít các bác này. Đấy, đế của nó là đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp như này. Đấy, tiếp theo là một cái nồi quay lạch nhá, một cái nồi quay lạch như này. Đó, một cái nồi quay lạch như này. Siêu dày luôn các bác. Đấy, nghe tiếng gõ là các bác đã biết nó dày rồi. Đây, hai con này bằng nhau. Một con là quay hai bên, một con là quay lạch như này. Tiếp theo là đến cái con này là 3 lít này, con này 3 lít. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho em luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Đây. Đấy, hàng của Beijing của Đức nhá. Tiếp theo là đến một con 4 lít này. Tất cả đều có vung hết nhá. Con này là con 4 lít này. Đó, con này còn 4 lít này. Cũng rất dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Đế 5 lớp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Chung là tất cả các loại bếp đều đun hết nhá. Đó. Tiếp theo là con này là con 5 lít này, con 5 lít. Con 5 lít này thì nó hơi bị móp cái này một chút nhá. Hơi bị móp cái này một chút thì bên em có hai bộ bị móp. Thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá nó sẽ tốt hơn một chút. Là nó đây nó em quay lên là nó như nào, nó có nào đây em nói thế luôn. Đây khi đậy vung vào nó vẫn ôm bình thường nhưng mà nó hơi móp một tí chỗ này này. Đấy, nó hơi, nó gọi là hơi móp cái viền này mà thôi. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó hơi móp cái viền bên này. Thì bộ này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 650.000 nhá. Bên em đang bán là 700. Riêng bộ này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000. Đấy là hơi móp một chút thôi thì bên em bán thanh lý cho các bác. Bớt đi cho các bác là 50.000. Đấy. Chứ còn hiện trạng thì nó không hề có thay đổi gì cả nhá, không hề có thay đổi gì cả. Không có vấn đề gì, nó chỉ hơi móp một tí chỗ này thôi các bác này. Đây. Đó, mắt thường các bác cũng quan sát được nó hơi móp một chút đây, hơi móp một chút này. Đấy thì nếu mà các bác lấy bộ đẹp thì giá của nó sẽ là 700, còn cái bộ móp này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000 nhá. Đấy, bộ móp này thì giá của nó sẽ là 650.000. Lên mã giúp em đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. 700.000, còn riêng bộ móp này thanh lý cho bác giá là 650.000. Đấy, con chảo này nữa này, đấy một con chảo trắng đá chống dính nữa.
tất cả đều có vung hết nhá, kể cả cái chảo này cũng có vung luôn, chảo này cũng có vung luôn các bác này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn, rất chất lượng xịn sò như này, combo cho các bác nhá. Đó, 6 món này, bao gồm cho các bác sẽ có là đi hai cái nồi 2 lít này, đấy, một cái 3 lít này, một cái 4 lít này, đó, một cái 4 lít này, một cái 5 lít này, và một cái chảo này. Giá thanh lý cho các bác, riêng cái bộ bị móp này giá sẽ là 650.000 nhá, 650.000 cho cái bộ bị móp như này. Đấy, 650.000. Còn lại thì giá tiêu chuẩn vẫn là 700 nhá. Giá tiêu chuẩn vẫn là 700, còn giá thanh lý là 650.000. Bên em có hai bộ bị móp thì thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kính lúp nhá. Con này thì các bác có thể về mình lắp thêm pin vào để mình dùng khi mà cần thêm sáng nhá. Đây là công tác của nó này. Và đây là cái chân pin này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em cũng ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. Đây. Đấy các bác này. Đó. Để các bác có thể xem thực tế luôn, nó rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng nhá. Con kính lúp này thì rất là tiện các bác này. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Đấy, phóng to cho các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là kính lúp nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. Lên cho em là kính lúp 70.000 cho một con kính lúp như này. 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này, do anh cái này thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái massage cổ vai gáy nhá. Đấy, massage cổ vai gáy đúng rồi, massage cổ vai gáy như này. Con này thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này để các bác đeo vào cổ vai gáy nhá. Đây nó sẽ có, do anh cái đai này tí, đây nó sẽ có cho các bác là cái phím nguồn này, cái phím nguồn hình tròn như này, thì các bác giữ lì cho em là từ 3 đến 5 giây là máy nó bắt đầu chạy nhá. Đấy, và các bác dò lên rồi. Các bác cứ đặt vào cổ vai gáy cho em là xong. Đó thì nó sẽ giúp cho các bác là dò đi. Giúp cho các bác là massage cổ vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đấy, massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 320.000 nhá. 320.000. Khi các bác tắt đi thì chỉ cần giữ lì là xong, còn bật lên thì các bác phải tắt đi thì nhấn một lần, còn bật lên thì các bác giữ lì cho em. Đó. Combo cho bác một con massage cổ vai gái như này, 320k cho con massage cổ vai gái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đài FM nhá, con đài FM như này. Đây, về nhà thì các bác kéo cho em cái này lên này. Đấy, kéo cho em cái công tắc này lên. Đây, cái bên tay trái này sẽ là công tắc, vừa là công tắc vừa là volume luôn. Còn bên phải này thì sẽ là dò nhá. Đấy, thì các bác cứ dò cho em là nó sẽ ra tần số này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái loại bút thông mạch nhá. Đấy, bút thông mạch đây, hai loại bút như này. Đó, đều rất là sáng luôn các bác nhá. Hai loại bút này đều rất là sáng này. Một con thì nó sẽ là bút thông mạch thường nhá, bút thông mạch thường như này. Thì con này giá của nó sẽ là 20.000, còn con này thì bút thông mạch cao su. Đấy, thì tức là nó có cao su như này, chống điện rất là tốt này, và các bác có thể dùng làm tô vít được luôn. Đấy, thì nó sẽ đắt hơn một chút, to hơn, đắt hơn con này sẽ là 30.000 nhá. Còn bút thông mạch cao su này sẽ là 30.000, còn con bút thông mạch thường này là 20.000 nhá, 20.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đó, giá thì nó có mức giá hợp lý cho các bác luôn. Con cao su thì nó to hơn, con này con cao su to hơn thì các bác có thể dùng vừa làm tô vít vừa là xoáy sửa chữa được, cũng rất là ok và cũng rất là sáng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tam bông nhá, tam bông. Một hộp này là 200 chiếc. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 cho một hộp 200 chiếc nhá. Tam bông. Các bác lên cho em là tam bông giá sẽ là 20k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp 200 cái luôn, hàng xịn. Tiếp theo là giấy lau dầu mỡ nhá, giấy lau dầu mỡ. Đấy, giấy ướt lau dầu mỡ. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đó, các bác chỉ cần lau lên các cái bề mặt là xong nhá. Đây, ví dụ em viết mực cái đây này, em lau nó sẽ sạch luôn cái này. Đó. Các bác cứ lau là dầu mỡ viết mực sạch luôn nhá. Giá sẽ là 20.000. 25.000 cho một túi như này, 25k cho một túi giấy lau dầu mỡ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bàn chải đánh răng của Nhật nhá. Con này chuyên trị viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25k một vỉ nhá. 25.000 một vỉ bao gồm 6 chiếc luôn. 1 2 3 4 5 6 đây. Hình răng này các bạn này. Chuyên chống viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25.000 một vỉ. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Viên giặt xả 5 trong 1 do lại cho nó. Viên giặt xả 5 trong 1 như này. Đấy, viên giặt xả 5 trong 1 giá của nó sẽ là 55.000 cho một túi này nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Một viên này giặt được từ 3 đến 5 cân quần áo, các bác chỉ cần ném vào trong máy giặt cho em là xong. Ném máy giặt thôi, rất là tiện ích luôn. Đấy, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Bỏ đây. Con máy đấm
xem lên cho bác con đài FM trước nhá. Đây các bạn này. Đấy, đây là một con đài FM rất là ngon luôn các bạn này. Đó. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Đây là người em nó đang bị nhiễm điện từ cho nên là nó không được nét sóng, chứ còn bình thường nó rất là nét thôi nhá các bạn này. Đấy. Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì con này FM như này. Con này thì ở đây nó sẽ là công tắc này, công tắc và to nhỏ này, đây là dò sóng này. Và đây là có cả cái đồng hồ cho các bác luôn. Các bác rút cái nút này ra cho em này. Rút cái nút này ra sau đẩy xuống là đồng hồ này, cắm USB thẻ nhớ các thứ ok hết nhá. 260 cành bao ship cho con đài FM như này, 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Súng massage nhá, súng massage. Đây các bác chỉ cần lắp vào cho em như này. Giữ lì cái này là nó sẽ bật lên này. Đây các bác này. Dùng rất là mạnh luôn. Đấy, có 5 cấp độ dung nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, các bạn thấy không? Dung khủng khiếp chưa? Dung rất là mạnh luôn nhá. Dùng để massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, cái thứ rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con súng thư giãn như này. Lên cho em là súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng này, 4 đầu nhá. 4 đầu massage, một cáp sạc. 170.000, giá siêu rẻ luôn. Nó hình khẩu súng cho này là bên em gọi nó là súng thư giãn 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy, chiều kích thước của nó sẽ là 40x60 cho nên bên em gọi thảm 46. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái thảm 46 như này. Giá sẽ là 50.000. Đấy, 50.000 cho cái thảm 46 như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ nhá. Đấy, một mặt bằng nỉ như này nhá. Một mặt bằng nỉ này và mặt dưới là cao su non chống trơn trượt này. Giá sẽ là 50.000 nhé, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Đây nó sẽ là một con lư đồng rất là đẹp như này. Đây nó sẽ có cái đầu núm này, cái đầu để các bác để gương này. Đây. Đấy, lên cho em là lư đồng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con lư đồng như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái lư đồng này? Lư đồng này. Cái này cơ mà. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là lư đồng nhá. Một cái lư đồng rất là đẹp như này. Giá sẽ là 170.000 nhá. Chất liệu bằng đồng tự nhiên. Đó. Hoa văn màu sắc rất là đẹp luôn. Hình hoa sen nhá. Hình hoa sen rất là đẹp như này. 170.000 cho một con lư đồng như này nhá. Lên mã cho em là lư đồng 170.000. Đó. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Lư đồng 170k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhé. Túi đựng rác kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 50, 45 nhân 50. Đó thì con này rất là tiện để về nhà các bác có thể để đựng rác rất là phù hợp. Đây thì nó có sẵn cho các bác là cái chất túi của nó thì rất là dai nhé, rất là dai, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đó, đây. Về nhà thì rất là đơn giản thôi, nó sẽ có cho các bác là từng lớp một như này. Đấy các bác xé ra cho em này. Đấy nó ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái lớp nó dập sẵn như này rồi, dập sẵn như này. Các bác xé ra cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho một cuộn. Một cuộn này 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. 50.000 một cuộn 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. 50.000 một cuộn này 100 túi. 50.000 một cuộn 100 túi đây. Đây nó sẽ là một con túi như này. Đấy về nhà thì các bác bóc vào như này cho em để mình sử dụng này. Đấy để mình sử dụng. Mình đặt vào cái thùng rác nhà mình. Và khi dùng thì mình khi lúc nào đi vứt đi thì mình rút cái dây này ra cho em này. Đấy. Đây nó sẽ có cái đầu dây rút xanh như này, các bác rút ra cho em này. Đấy, rút ra như này. Rút ra như này. Đó, qua theo. Đấy, lên cho em là túi đựng rác nhá, túi đựng rác. Giá của nó sẽ là 50.000 một bịch. 100 chiếc. Rồi ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn ngủ các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn ngủ như này. Đây đèn ngủ rất là đẹp luôn. Đó. Và con này thì dây của nó dài khoảng tầm gần 2 mét. Ở đây thì con đèn ngủ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có cho các bác các cái chức năng khá là đa năng luôn. Khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ âm xuống như này nhá, nó sẽ âm xuống thấp như này. Thì các bác kéo lên sau đó thì mình xoáy cái gen vào cho em, xoáy cái lẫy này vào này. Đấy nó có cái lẫy này, các bác xoáy cái lẫy, sập cái lẫy này vào cho em là xong. Bật công tắc lên này. Đó, bật công tắc lên. Đây là công tắc đèn ngủ này. Đấy, đèn ngủ và nó sẽ có cho các bác là 2 chân USB và 3 chân ổ cắm luôn. 150.000 cho con đèn ngủ như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng nhá, đèn ngủ trắng. Nó màu trắng như này. Lên cho em đèn ngủ trắng 150.000, đa di năng luôn. Thứ nhất nó sẽ
nó sẽ có cho các bác là ba chân cắm điện này, ba chân USB này, và có công tắc ngắt này, ngắt tổng này, và đèn ngủ thì sẽ có đổi màu luôn nhá. Đó, có màu trắng, màu vàng, màu trung tính này. 150.000 cho một con đèn ngủ trắng như này. Lên cho em là đèn ngủ trắng 150.000 các bác nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng 12-13 cm. Đó, cắm điện trực tiếp 220, có 3 chân USB, 3 chân ổ cắm. Đèn thì sẽ có đổi màu để dùng để làm đèn ngủ, để đầu giường thì rất là hợp lý luôn nhá. Để đầu giường rất hợp lý luôn. Các bác có thể sập xuống hoặc là đẩy lên cũng đều ok thôi, tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đó, rồi, ok. 150.000 nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70 cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giả ra to rộng như này. Người từ 70-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dãy dọn đi, đấy, thoải mái luôn. Đấy. Ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Rồi ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá, bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà. Hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 x 116 x 98 x 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng. Rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên xem là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật, tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi, vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non.
dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chắn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này, có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhìn, đây, đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bác theo, lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90.000 cho con một con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhải nhải cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em, giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ, 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này, một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000, còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay. Treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm. Rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất, nó không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc vào cho em nhé, tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi, về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho em là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn, lên cho em là bóng tròn. Bóng tròn giá thì 80.000 thôi, về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết điện rồi, về nhà các bác tự sạc vào cho em nhé. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá, 60.000 thì cái phao nước như này. Đây, nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 cm là tự ngắt. Lên đây là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu wifi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác theo. Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy. Tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy. Lên theo là đèn wifi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci và dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2-3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá.
120.000 cho một lọ nước hoa như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lan bụi nhá. Đấy, đây cây lan bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lan. Đây, 3 con lan tất cả. 3 con lan và có kèm cho các bác là các cái thanh này, các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lan đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em. Sau đó thì mình sẽ, ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đây các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lan phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếng nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lan. Đây, mình lại lan tiếp này. Đấy nhá, lại lan này. Lan một tí là nó bám bụi đầy luôn các bác này. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lan đi cho em. Sạch sẽ luôn. Ở đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây. Cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em. Chuyên dầu mỡ nhá. Dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện từ điện ắp quy 1224 lên 220. Nhà bác nào có ắp quy kể cả ắp quy xe máy, các bác tháo ắp quy xe máy ra. Tháo cái ắp quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích nhân điện 220 dùng để sạc. Giúp các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000 cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin vào là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn. Có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây. Lấy dây tai bằng đèn các bác này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá.
Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái. Còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một ví này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá, 120.000 cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây. Nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304, dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá. Cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok. 75.000. Chào các bác, hôm nay em thanh lý cái đôi giày sục của nữ nhá. Nó rất là đẹp luôn. Cỡ 40. Bác nào nữ đi vừa cái giày sục 40 này thì em thanh lý cho các bác với giá 100.000 thôi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Đế cao su, cực kỳ mềm mại và êm luôn. Đó. Hàng rất là đẹp này. Savato. Giá thanh lý 100.000, 100.000 cho cái đôi giày nữ như này. Tiếp theo là cái tăng đơ Zandu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là máy cạo râu, máy cạo râu Zandu. Con này thanh lý cho các bác với giá là 30.000. Hàng vẫn dùng ngon lành đó nhá. Đó. Hàng vẫn dùng ngon lành, thanh lý 30.000 nhá. Đấy 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cáp sạc này. Đấy chân cắm sạc này luôn và nó sẽ có cả một cái đầu tăng đơ đây. Tăng đơ để các bác tăng đơ cạo những cái râu dài này. 30.000 cho cái máy cạo râu này nhá. Còn giá hàng xịn thì sẽ là 90.000, còn hàng này hàng thanh lý, giá của nó sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đọc sách này. Đây. Đấy, con này đọc đèn đọc sách có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đó. Thì con này các bác có thể kẹp trực tiếp vào quyển sách này để mình đọc này. Đó, và nó có thể ngoắt ngoéo được như này. Bác nào cần trợ sáng để đọc sách, hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Thanh lý cho bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, nó có pin tích cắm sạc. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cho các công việc đều được hết nhá. Nói chung là có ánh sáng để cho các bác sử dụng. Đó, về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Tiếp theo là đến cái xích chó này. Xích chó thì em còn hai cái nữa. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc xích chó như này thôi. 15k một chiếc nhá. Giá thanh lý nốt 15.000 một chiếc, chất liệu bằng inox 304, sáng bóng đẹp, 15.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là cái một cái mẫu cà lê như này các bác này. Một cái mẫu cà lê như này, đầu của nó là 3 đến 8 và đầu của nó là 8 đến 17, tức là đa chức năng luôn. Đấy, cà lê đa năng như này nhá. Thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một con cà lê đa năng như này. Lên cho em là cà lê đa năng 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái chân cắm sạc đây. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 cho một cái chân sạc như này. 10.000 một cái chân sạc này các bác nhá. 10.000 cho một cái củ sạc như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mã còi cứu hộ. Bao nhiêu nhỉ? 25.000 cho mấy cái còi cứu hộ như này nhá. Con này thì thứ nhất là còi này, la bàn này, cập nhật cả nhiệt độ luôn nhá. Có cả còi, cả la bàn, cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đó, còi cứu hộ như này nhá. Có quay đeo. Lên xem là còi cứu hộ 25.000 các bác nhá. 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Kéo thì em sẽ có cho các bác là kéo cắt gà của Đức. Đây, con này hàng của Đức này. Con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000. Con hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000. Đấy. Con của Nhật này thì nó to, dày dẫn chắc chắn hơn. Còn độ sắc thì như nhau thôi. Đó. Con này thì sẽ là 120 nhá. Và con này là 90.000 đúng không nhá. 90.000. Đó. Tiếp theo thì kéo bếp thì sẽ có cho các bác cái kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng này thì sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc và các bác mua combo thì 100.000 4 chiếc nhá. 100.000 4 chiếc. Đấy, 100k sẽ là bằng 4 cái luôn, 4 cái. Còn 30k trên một cái nhá. 30.000 một cái, 100.000 4 cái kéo bếp vàng, hàng của Nhật đây. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con kéo khui bia nhá. Cầm cho anh hai cái mấy cái kéo thanh lý này. Kéo khui bia như này. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái kéo 10.000 đấy.
có cái phần này khui bia này, phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này, có kẹp cua ghẹ mở nắp chai này, có cả đánh vảy cá này. Con này cực kỳ là đa năng luôn. Lên cho em là kéo khui bia, hàng của Nhật, con này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị dán các nhá. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ là 6 viên và một túi này là 12 viên, chuyên trị các loại dán này. Đấy. Nốt kéo thì nó sẽ là đây, con kéo này thì sẽ là 10.000. Đấy, 10.000. Đấy, con này sẽ là 10.000 nhá. Tên của nó là cái gì? Con này thì dài là 15 cm nhá. Các bác lên cho em là kéo 15 nhá. Kéo 15, con này là 10.000. Con này thì sẽ là kéo 21, con này thì nó sẽ là dài 21 cm. Hàng thì đều là hàng siêu bén hết rồi nhá. Hàng siêu bén hết rồi. Đó, hàng bãi Nhật. Con này thì sẽ là kéo 21 này. Kéo 21 này thì sẽ là 15.000. Còn con kéo 15 này thì sẽ là 10.000 nhá. 10.000. Đó. Thì bên em đang có các loại kéo như vậy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc trị dán này. Đây. Đấy, thuốc trị dán này. Chuyên trị dán này, dán mẹ, dán con, dán tổ, các loại dán đều trị được hết nhá. Đấy. Thuốc lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán hàng nội địa của Nhật. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp thuốc dán như này. 50k. Hàng made in Japan, hàng của Nhật nhá. Thuốc dán 50.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vỉ khăn rửa mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt. Một vỉ này của nó là 50.000 và 20.000 ba chiếc. 20.000 ba chiếc và 10 chiếc là 50.000 nhá. 10 chiếc là 50.000. Giá hợp lý cho bác luôn, khăn rửa mặt. Kích thước của nó sẽ là 30-50. Đó, chất liệu bằng bông tự nhiên. Đấy, một chiều 30. Một chiều 30 và một chiều 50 nhá. Một chiều 30 và một chiều 50. Đó, một chiều 30, một chiều 50 như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thấm hút nước tốt nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một vỉ nhá. 50.000 một vỉ. 10 chiếc luôn, 50.000 vỉ 10 chiếc. Máy xay khô. Con này thì chuyên để các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc. Xay khô thôi nhá, không xay nước được đâu. Đấy, con này thì chuyên để xay khô thôi. Công suất của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó thì nó vào khoảng 700ml nhá, 700ml. Đây. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, thân bằng inox 120.000. Đây. Công suất của nó là 250W, điện 220V, 50Hz. Các bác có thể xay các loại hạt đỗ, cà phê, ngũ cốc, các loại hạt đều ok hết. 120.000. Tăng đơ Philips 170.000. 170.000 cho con tăng đơ Philips như này. Đó. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là combo một tăng đơ, một đốc sạc và bộ cữ như này. Có cả dầu tra rồi nhớ đàng hoàng. Máy chạy cực kỳ là ngon. Ngon đầm êm các bác nhá. Đó đây. Các bác bật công tăng lên là chạy thôi. Đó. Rất là ngon nhá. Hàng chống ăn da nhá. Chống ăn da các bác động và thoải mái luôn. Đấy. Về nhà thì các bác sạc pin vào cho em. Nó đang bị hết pin nhá. Sạc pin vào cho em là ok. Đó. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con tăng đơ Philips này. Này, cầm cái này dán luôn đi. 170.000 các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ là máy đuổi chuột nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. 35.000 nhá. 35.000 cho con máy đuổi chuột như này. Đấy, con này thì chuyên để đuổi chuột các bác nhá. Các bác cắm vào điện trực tiếp cho em, điện 220 cho em, chuyên đuổi chuột, đuổi côn trùng. 35.000. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ gắp nóng nhá. Gắp nóng bát đĩa đấy. Cái này thì bên em bán nhiều rồi. 50.000 thì cái bộ gắp nóng bát đĩa như này. Đó, nó sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái kẹp này để các bác kẹp bát, kẹp đĩa này. Đấy. Đây, những cái đĩa các bác kẹp này cho em này. Đó, kẹp bát, kẹp đĩa này và cái này là cái gắp này. 50.000 nhá. Các bác gắp vào cái bát, cái đĩa này cho em. Đây, mô phỏng đây là cái đĩa các bác gắp vào này. Đấy, rất là ngon luôn, rất chắc chắn nhá. Kẹp bát, gắp bát đĩa. Các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cái bộ gắp bát đĩa như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ để các bác để lót ở dưới bàn kính này và cái bộ lót quai song luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho bộ gắp bát đĩa này. Găng tay lao động này, một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 một bịch, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 5 đôi. 5 đôi 40.000, 5 đôi 40.000, còn mua cả bịch 12 đôi 70.000. Giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái tỉa lông mũi. Một con tỉa lông mũi bằng cơ như này nhá. Đấy, bằng cơ như này thôi, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 30 cành thôi. Con này rất đơn giản, các bác chỉ cần đưa vào là mình tỉa thôi. Đây. Đấy, đưa vào mình tỉa này cho em. 30.000, giá rất hợp lý luôn. Con này thì nó sẽ là chống ăn nhá, chống bị ăn đứt mũi nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần sập vào cho em này là xong.
30.000. 30.000 là cái tỉa lông mũi này thôi. Cây sâm thịt này, 25.000 là cái cây sâm thịt như này. Đây. Ở đây nó sẽ có cái đầu inox nhọn như này và các bác sâm trực tiếp vào như này. Đấy thì giúp cho các bác tẩm ướp gia vị rất là ngon luôn. Cây sâm thịt 30.000. 25.000 thôi, 25.000 là cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng nhá. Cái này là cái gì? Xịt giảm đau nhá, 150.000 cho cái lọ xịt giảm đau như này. Con này thì rất là nhạy luôn, độ nóng của nó rất là cao. Hàng nội địa của Nhật 85ml nhá. Về nhà các bác đây, hình của nó như này các bác này. Đấy. Về nhà các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái phần bị đau nhức mỏi cho em. Rất là tiện ích luôn, đặc biệt bác nào bị đau mỏi cổ vai gáy, đau thắt lưng thì dùng cái này rất là tiện luôn, 150.000. Nước hoa khách sạn 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Các bác có thể về để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái bấc này, rồi là nơ này, một lọ nước hoa rất là xinh như này. Đó, dung tích của nó thì nó vào khoảng là đi đây, nó trong lòng bàn tay này các bác này. Đấy, 30.000 thôi. Rất là vừa xinh luôn. Các bác có thể dùng. Mùi thì rất là thơm. Nước hoa khách sạn 30.000 nhá. Tiếp theo thì em về được 3 loại mũ này. Cái này là bao nhiêu? Hai mẫu này thì các bác lên cho em là mũ xanh và mũ dàn di nhá. Đây mũ này sẽ là mũ xanh này, mũ này mũ dàn di này là 65.000 một chiếc. 65.000 một chiếc. Còn ngoài ra thì có thêm con mũ đại bàng này sẽ là 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Con này thì nó dày dẫn chắc chắn hơn thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con mũ đại bàng như này. Còn con dàn di và con xanh này thì sẽ là 65.000. Đây. Đây con này sẽ là mũ xanh nhá, hàng của Mỹ này, USA Army này. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này nó sẽ là dàn di và màu xanh này sẽ là 65.000 nhá. Còn con đại bàng này sẽ là 90.000, hàng dày dẫn chắc chắn. Thắt lưng dù lỗ này, thắt lưng dù lỗ giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy, 70.000. Giá là 70.000. Tiếp theo thì đến con thắt lưng thắt lưng dép nhá. Con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho con thắt lưng dép như này. Giá sẽ là 65.000. Thắt lưng dép con này thì giá sẽ là 65.000 nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy không? Rồi, rất đẹp luôn. Thắt lưng dép 65.000, hàng của Mỹ này. 1961 luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con thắt lưng đại bàng nhá. Con này thì giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. 90.000. Đó. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, USA này. Con này thì giá sẽ là 90.000. Hàng to đẹp, dày dẫn chắc chắn USA, thắt lưng đại bàng. Bác nào có tí tuổi là dùng rất là ok, rất dễ dùng nhá. Chỉ cần là đẩy vào này. Các bác đẩy vào cho em. Đó, đây, đẩy vào này, sập xuống là xong này. Rất đơn giản luôn. Chỉ cần đẩy vào sập xuống là xong, rất đơn giản nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Thắt lưng dù lỗ này. Con này là bao nhiêu? Dù lỗ này, con dù lỗ là 70.000 này. Đấy, con đại bàng này là 90.000 này. Và con dép này sẽ là 65.000 này. Ngoài ra thì sẽ là con thắt lưng dù thường này. Đấy, con dù thường này thì hôm nay bên em sẽ thanh lý xả kho cho các bác. Giá chỉ còn là 35.000 thôi. 35.000 cho con thắt lưng dù thường như này các bác nhá. Đấy, giá thanh lý cho các bác luôn. 35.000 thanh lý lỗ cho bác luôn. Con này thì nó sập theo lẫy thôi. Đây, nó sẽ có cái lẫy ở cái dù này rồi. Thắt lưng cũng khá là dài, rộng và đẹp này. Các bác chỉ cần là đẩy vào cho em này là xong này. Đấy, đẩy vào này là xong. Còn nó sẽ ăn lẫy ở đây. Đấy, tức là từng mili một luôn. Rất là tiện ích. Đó, các bác theo. Thích sập vào lỗ nào cũng được. Bác nào bụng to, bụng nhỏ, bụng kể cả bụng cỡ bụng 1m2, 1m3 cũng chơi được hết nhá. Đấy. Đấy, rất là dài luôn, thắt lưng dài to. Đấy, vòng bụng to cũng chơi được luôn. Con này thì lên cho em là thắt lưng dù thường nhá. Giá 35.000, thanh lý 35.000. Đó, 35.000 luôn. Tiếp theo thì sẽ là một cái sản phẩm, đó là cái táo đỏ của Nhật nhá. 70.000 cho một bịch táo đỏ như này. Hàng thì quả to đều đẹp nhá. Táo đỏ của Nhật 70.000. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, sắc nước uống này, hoặc là ngâm rượu này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba hũ gia vị bằng nhựa, hàng của Hiwa, liên doanh Việt Nhật nhá. Giá sẽ là 60.000 cho cái bộ ba hũ gia vị như này. Có nắp các bác chỉ cần bật lên này là xong. Bộ ba hũ gia vị 60.000. Tiếp theo thì sẽ là cái đuôi
đuôi hai đầu nhá, tức là về nhà các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi đèn cũ và xoáy cái bóng vào đây. Đó, nó sẽ là cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000, lên cho em là đuôi hai đầu 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn. Đây. Con này thì giá 40.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn, gần như giá thanh lý luôn. Có cáp sạc. Đấy, đèn đeo đầu 5 bóng này, 1 2 3 4 5, siêu sáng và siêu rẻ luôn. Đó, đây, rất sáng các bác nhá, rất sáng luôn. Đó, đèn đeo đầu 5 bóng, 40 cành. Đây, có cho các bác là pin 16850 ở bên trong. Có công tắc này, đấy, tắt bật này và có cáp sạc, dây đeo đầy đủ cho các bác luôn. 40 cành cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. Xịt xoang, chuyên xịt các bác bị viêm mũi, đau mũi, dị ứng mũi, các bác bị mũi lâu năm, 35.000 một lọ. Và mua 3 lọ là 100.000 nhá. Đấy, chuyên xịt xoang mũi. Đây, chuyên xịt xoang mũi cho bác luôn, 35.000 một lọ. 280.000 cho một cái hộp nhuộm tóc này. Đấy, hàng bằng thảo mộc nhá, hàng bằng thảo mộc made in Japan, hàng nội địa của Nhật, 280.000 cho một lọ thôi. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác đầy đủ luôn. Có đầu lược như này, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp lược vào xong và có cả cái bộ để cho các bác ủ yếc luôn. Đó, 280.000 nếu mà nam thì sẽ là được 5-7 đầu, còn nữ thì sẽ là được khoảng 3-4 đầu. Đó, nói chung là cũng khá là hợp lý rồi. Tính ra vào chỉ mất khoảng vài chục nghìn thôi. Vài chục nghìn thôi, rất hợp lý luôn các bác nhá. Khóa phanh đĩa các bác này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác lắp trực tiếp vào kia phanh đĩa cho em, lắp trực tiếp vào phanh đĩa này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nhỏ gọn bằng ngón chân cái thôi nhưng mà rất tiện ích này. Đó, đây, các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó. Khóa phanh đĩa nhá. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho cái khóa phanh đĩa như này. Con này thì tiện lắm, các bác cứ để trực tiếp vào trong cốp xe hoặc trong túi áo, túi quần. Đấy, đi xe thì mình dừng xe cái mình khóa luôn vào cho em, cực kỳ an toàn luôn. Trộm thì chỉ có khóc thét thôi nhá. Khóa phanh đĩa 40.000. Kìm vàng. Kìm vàng đa năng, giá sẽ là 130.000 cho con kìm vàng đa năng như này. Đấy. Con này thì rất là ngon lành luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Và con này thì nó sẽ là hàng xuất Mỹ đây, USA các bác này. Đấy, USA. Đó. Ở đây thì nó sẽ là tuốt dây này, bấm cốt này, cắt dây, xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn, rất là mềm mượt luôn. Dài khoảng 20 cm. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên cho em là kìm vàng đa năng 130.000. 190.000 cho con máy vắt cam này. Đấy, con máy vắt cam. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện, có chế độ đảo chiều, đảo trước, đảo hoàng nhá. Các bác nhấp bỏ thì nó sẽ giúp cho các bác là đảo chiều rất là tiện luôn. 190.000 cho một con máy vắt cam như này các bác này. Cắm trực tiếp điện 120, công suất của nó điện 220. Đây. Công suất của nó là 45W, 700ml, có đảo chiều. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 thì em là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, cắm trực tiếp. Các bác nhấp như này, nhấp nhả thì nó sẽ đảo chiều. Đó. Và nó sẽ lọc cam ở trên này và nước xuống đây. Đó, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần lắp nhẹ này là ra này. Đó, đây là cái thân máy của nó này. Thân máy nhá, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Hàng của Nhật thì các bác biết rồi. Con này dùng rất là ngon. Các bác dùng để vắt cam. Rất là tiện, vắt cam uống tiện lắm. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy vắt cam như này nhá. 190 cành. Máy vắt cam 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 30 đến 35 lưỡi. Nhưng mà em cứ áng chừng là khoảng 30 lưỡi. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một 30 lưỡi, một hộp kem, một cái bàn cạo như này. Lưỡi của nó là lưỡi kép. Giá là 55.000. 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. 55k trong cái bộ lưỡi kem như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi. Lên theo là bộ lưỡi kem 55.000, 30 lưỡi các bác dùng quanh năm cho em. Đó. Cứ mua 55.000 dùng một năm, rất tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái hồ lô tưới cây nhá. Con này thì bên shop đang bán là 110.000 nhá. 110.000. Con này thì nó bị vỡ cái nắp này, thì về nhà các bác hàn vào cho em nhá. Hàn vào cho em thì vẫn dùng được. Thì con này bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 thôi. 30.000 cho cái hồ lô bị vỡ như này. Đấy.
Con này thì nó vận chuyển nó bị vỡ mất cái phần quai này. Nói chung là vẫn sử dụng bình thường. Đấy, vẫn sử dụng bình thường thì về nhà các bác hàn cái này vào cho em này. Hàn cái này vào. Con này thì giá bán của nó sẽ là 120.000. 120.000 thôi nhá. Còn con vỡ này thì sẽ là 30.000. Còn lên cho em hồ lô tê cây 120k. Còn con này thanh lý 30.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước thì có hai mẫu. Một là mẫu bàn là đứng, hai là mẫu bàn là mini. Con này thì nó sẽ là mẫu bàn là đứng như này. Bàn là đứng là rất là tốt luôn, chống cháy quần áo các thứ này. 370.000 các bác lắp vào cho em. Hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Sokani. Sokani các bác nhá. Đấy, nước thì các bác châm vào đây cho em này, nước châm vào đây cho em. Đó, nước châm vào. Cắm điện 220, dây to dây dẫn chắc chắn này. Đó, và các bác cứ thế là hơi nước và hơi nóng nó xịt ra đây. Các bác vuốt qua quần áo như này. Lên cho em là bàn là đứng nhá. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này siêu tiện dụng luôn. 370.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con bàn là mini nhá. Bàn là hơi nước mini 130.000. Con này thì cũng rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Các bác cứ sử dụng như này. Đây, ấn cái này lên cho em này. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Nước thì các bác châm vào đây cho em. Đây, châm nước vào đây. Đấy, châm nước đây, bật tính quạt này. Châm nước vào đây nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Châm nước vào đây cho em. Đó. Khi các bác bóp thì bóp nước vào đây và nó sẽ ra đây. Mâm của nó rất là dày này, mâm dày. Dày dẫn chắc chắn và nước ra cái lỗ này. Đó. Rất tiện ích luôn. Thì một con bàn là hơi nước mini như này, giá cũng chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Bàn là hơi nước mini 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Bình voi. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu bình như này. Đấy, bên shop lên là bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó là inox 316, dung tích của nó khoảng 1.2 lít. Rất tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp tự đẩy này. Đấy, nắp tự đẩy thì về nhà các bác lắp cho em cái đầu mềm này sẽ cho xuống dưới đáy này. Đầu mềm cho xuống dưới đáy này, còn đầu cứng thì cho lên trên này. Sau đó thì các bác đậy nắp vào cho em, đậy nắp vào này. Đấy, đậy nắp vào cho vào đây. Đấy thì khi mà các bác chỉ cần là bật cái nắp này ra thôi, bật nắp này ra là cái vòi nó sẽ tự đẩy lên. Các bác mút nước được luôn. Đậy vào này. Đó, rất đầy dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá. Dung tích của nó sẽ là 1.2 lít, 1.2 1.3 lít, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu nồi cơm này. Đầu tiên nó sẽ là cái mẫu nồi cơm mini 270.000, bao gồm là một nồi một dây cáp điện như này. Một nồi một dây cáp điện nhá. Đấy, một cái âu đong nước này. Hàng của Chigo nhá, Chigo của Nhật này các bạn này. Đó, rất là ngon lành luôn. Khá là dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành luôn. Con này thì nó không có quai đâu, các bác phải bê thôi nhá. Đấy. 270.000 cho con nồi cơm mini như này. Nồi cơm mini 270.000, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì đây, ấn xuống này. Đấy, rất là ngon luôn, nghe tiếng kêu của nó đã thấy đã rồi. Đây, rất là nhiều tem luôn các bác này. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít cả vỏ này. Đấy. 1,2 lít này. Điện 220V, công suất là 200W nhá, 200W. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít. 1,2 lít đây. Đấy là nguyên cái nồi này là 1,2 lít rồi này. Đấy các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rất là ngon lành luôn. 270.000 nồi cơm mini nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu nồi cơm sáp này. Đây, nồi cơm sáp này. Đấy, con này thì rất là ngon luôn, quay sách quay đeo đàng hoàng nhá. Đó, nồi hàng của sáp nhá. Hàng của sáp cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Nói chung là các bác cứ dùng những cái nồi cơ như này nó rất là thích điện. Mở nắp này, có khay để các bác hấp xôi này. Đấy. Nồi siêu dày luôn, nồi của nó là nồi vòm siêu dày luôn nhá. Nồi của nó là nồi vòm này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu là thấy đã rồi. Đấy. Nồi của nó là nồi dạng như là nồi đất, nồi vòm như này, siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt này. Mâm miếc dày dẫn chắc chắn này, ôm giữ nhiệt này, nấu cơm cực kỳ là ngon luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 500.000 thôi nhá. 500.000. Bên em đã bao ship tới tận nhà cho một cái nồi cơm của thương hiệu Sáp như này. Đấy, nồi cơm thương hiệu Sáp, điện 220V, 900W. 900W nồi cơm Sáp 500. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá, 180.000 cho một cái dây câu bình như này. Lõi liếc là bằng đồng hết nhá, lõi liếc bằng đồng hết. Dây dài thì dây của nó sẽ là 2000mAh và dây dài khoảng 2m nhá. Đấy, khoảng 2m đây. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Các bác dùng rất là thích luôn. Thì bác nào có ô tô thì nên sở hữu một cái bộ dây câu bình như này. Ví dụ như là ô tô của mình nó bị trục trặc này, bị tắt bình thì các bác có thể câu sang cái bình khác hoặc là câu sang xe khác nhá. Dây câu bình 180.000. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái môi sới cơm này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái môi inox và một cái môi nhựa như này. Đấy, có hai mẫu.
hàng đều là hàng của Nhật hết. Con này thì đều là hàng chống dính hết nhá. Đó, hàng chống dính rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nhá. Mua nhựa thì sẽ là 50k nhá. Mua nhựa này là 50k này. Đấy, mua nhựa 50k thôi, còn mua nhựa như này. Còn mua inox này thì sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó. Hàng đều là hàng của Nhật hết nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng cho các bác luôn. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Mua suối cơm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy đánh trứng chạy bằng pin này. Con này là 80.000, nó chạy bằng pin nhá, rất tiện ích luôn. Đó đây. Thì pin sạc các bác, pin sạc về nhà các bác dùng là các bác chỉ cần là cắm cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì hàng đa di năng luôn, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê rồi nói chung là đa di năng luôn. Cắm vào cho em xong ở đây nó có cái lẫy này các bác cắm à. Đấy, nó xoay này. Rất là ngon lành luôn nhá. Đó các bác thấy không? Đây, ở đây thì các bác cắm đúng cái lẫy cho em. Đây nó có cái chiều mũi tên này này. Các bác cắm xoay đúng cái chiều mũi tên cho em là nó sẽ vào. Đó, sau đó thì các bác bật này. Đó, bánh rất mạnh luôn nhá. Xoay rất là tít luôn. Và nó có hai đầu như này. Các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê đều ok hết nhá. Lên cho em là máy đánh trứng nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi, chạy bằng pin. Đấy, rất to, khỏe, tiện ích, dùng để đánh trứng, đánh cà phê các bác nào hay uống cà phê. Ok. Tiếp theo là con máy xay tỏi ướp 70.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 70 cành cho con máy xay tỏi ướp này thôi. Có kèm dây sạc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là cho tỏi cho ớt vào đây, sau đó thì mình xay thôi. Ở đây nó sẽ là dòng lưỡi ba lưỡi kép như này, cho vào cho em này. Đấy, sau đó thì lắp vào cái máy như này. Đấy, lắp vào máy như này. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy. Đây là yếu pin đấy nhá, chứ còn nó xay rất khỏe luôn. Máy xay tỏi ớt 70.000. Có kèm các sạc luôn, có kèm các sạc luôn, 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ cái này là cái gì? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì rất là tiện ích nhá. Ưu điểm của nó là nó không có quai cho nên nó có thể để chồng vào nhau được nhá. Đấy. Con to nhất là 24 và con nhỏ nhất là 16 này. To nhất này là 24 này. Độ dày của nó thì cũng vừa phải thôi, không quá dày. Nhưng các bác để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thì rất là ok luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này. Đấy. 5 cái nồi như này. Nồi nào vung đấy cho em nhá. Nồi nào vung đấy như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Đấy. Nồi nào cũng đấy đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 nồi như này. Và khi các bác không dùng nữa thì lại mình lại cất đi, nó rất là gọn, chồng vào nhau nó rất là gọn luôn. Đấy. Chồng vào nhau rất là gọn luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k, keo 10 nhá. Keo 10 giá sẽ là 40.000. Bản của nó là 10 phân. Các bác có thể dùng để dán lên mái tôn này, các vết tường nứt này, chống thấm rất là tốt luôn. Keo 10 nhá. Giá của nó sẽ là 10k. À 40.000. Bản của nó là 10 sen nhá. Tiếp theo là con đèn ba cánh nhá. Đèn ba cánh 180.000. Có ốc vít viếc đàng hoàng, dây khá là dài luôn. Đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đây, một con đèn như này, siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để sơ cua khi mà mất điện này, hoặc là dùng hàng ngày bình thường thôi, cũng rất là ok. Đấy, có điều chỉnh này, tăng giảm này, công suất của nó là 150W của nhà sản xuất nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó, đây, có công tắc bật lên này các bác này, có cảm biến này, có cảm biến nhá, có nhá, và có các chế độ. Các bác có thể dùng qua điều khiển này, rất sáng luôn. Có thể dùng qua điều khiển hoặc dùng trực tiếp nhá. Có cả công tắc để tắt đi bật lên. Đấy, rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn năng lượng như này. Lên cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái trà sâm nhá. Trà sâm. Giá sẽ là 220.000. 220.000 cho một hộp trà sâm như này, bao gồm 100 gói luôn. 100 gói con nhá, 100 gói nhỏ như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sâm tự nhiên của Hàn Quốc nhá. Sâm tự nhiên Hàn Quốc dùng thì rất là đã luôn. Đó. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc các bác này. Đây, đấy, đây. Sâm tự nhiên Hàn Quốc nhá, dùng rất là đã luôn đây. Đấy. Các bác có thể dùng để pha ra nước uống hoặc là mình uống trực tiếp luôn, cũng ăn trực tiếp luôn rất là ok nhá. Hộp này là 100 gói. Các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này hoặc là pha ra nước làm trà uống hoặc ăn trực tiếp luôn. Bác nào say tàu say xe mệt ốm dậy ăn cho em một hộp này 220.000. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc này. Đó, made in Korea, tem mác đàng hoàng. Đây các cái thành phần của nó rất tốt cho sức khỏe luôn nhá. Sâm Hàn Quốc thì các bác biết rồi, 220.000. Tiếp theo thì cái chổi lông phất trần 55.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chổi lông dạng từ tính như này. Đấy, nó hút rất là tốt các cái bụi bẩn nhá. Các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình rút ra nhá. Rút ra như này. Đấy, của nó dài được tới 28 cơ. Thì các bác cứ rút ra cho em. Không dùng nữa thì các bác lại thu vào. Xoáy ra để gọn nó vào.
giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 thôi nhá. Và cái này của nó thì nó có thể là gấp gấp vào như này. Đấy, các bác có thể vặn đi vặn lên vặn xuống được để đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một con Eto nhá, con Eto như này, một con Eto hàng của thương hiệu Asaki của Nhật này, Eto Asaki của Nhật. Đấy. Rất xịn sò cho các bác luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. Đây, Asaki này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ của nó in chìm trực tiếp này. Đó, Asaki. Rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu kẹp này, rồi đầu gõ búa này, đầu kẹp bàn này. 180.000 cho một con Eto như này. 180.000 các bác nhá. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái một cái bộ dụng cụ đây. Đấy, một cái bộ dụng cụ đây các bác này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 100.000, 100.000 cái bộ dụng cụ như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy. Đầy đủ các chi tiết này. Đấy, có kìm, có búa này. Kìm, búa, tô vít, bút điện, rồi là cà lê này. Đấy. Kìm, búa, tô vít, bút điện, cà lê, rồi rất là nhiều các cái đầu tô vít này. Đấy, rồi dao dọc giấy, rồi thước đo này. Bộ này sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ cà lê hộp như này. Đấy, bộ cà lê hộp đa năng như này nhá. Đấy, 100.000 thôi. Thì bộ này khá là nhiều công năng và nhiều chi tiết cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ này. Đấy. Có cả lục giác, lục giếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100.000 nhá. 100.000 cái hộp này, bộ này có hộp hẳn hoi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ gỗ này. 70.000. Bộ cờ gỗ, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Một đấy, một cái hộp cờ gỗ như này bằng gỗ nhá. Cái này bằng gỗ. Đấy, có cả giấy luôn, bản của nó thì vào khoảng là 3 cm. Bộ cờ gỗ 70.000. Đấy, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho các bác là 5 mũi này, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. 110.000. 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Đấy, đây. Các bác này, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này nhá. 110.000. Tiếp theo là bộ mũi khoan tháp hàng của thương hiệu Unica Japan này. Bộ này là bộ 5 mũi khoan tháp 180.000. 5 mũi khoan tháp có tặng kèm một cây lấy dấu luôn, tặng kèm một cây lấy dấu như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp tặng kèm một cây lấy dấu nhá. Giá của nó sẽ là một bộ như này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180k. Tiếp theo thì một cái bộ khác cũng là hàng của Nhật, và cái bộ này thì của nó thì nó sẽ là bộ tarot. Đấy, tarot như này. Đây. Thì bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đầu tarot nhá, 3 đầu tarot và 3 mũi khoan tháp. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này. Mũi khoan tháp thì mũi to nhất này là 32, còn là có 2 mũi nhỏ hơn. Đó. Giá thì sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110k. 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Đấy. Còn cái này là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi tháp này. 5 mũi tháp, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k. 180.000 cho 5 mũi tháp. Rồi, ok. Chào các bác, nay bên shop về cho các bác cái mã dao SA không nhá. Con này nó sẽ là cái mã SA78 này. Hàng của Colombia, của Mỹ. Đây. USA nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dao thì nó là dòng dao siêu bén rồi. Đó. Và con này nó sẽ là một cái dòng dao siêu tầm cho các bác, dòng dao siêu tầm cho các bác. Lên mã giúp cho em đó là SA78. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm và nó là hình lưỡi bầu và có khâu đồng như này này. Khâu đồng, đằng sau thì khâu thép. Cán của nó thì bằng gỗ liền thân như này. Nói chung là con này thì dùng rất là thích các bạn, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang cập nhật cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Có cái bao vải bố này nhá, có bao vải bố đi kèm luôn. Dao thì siêu bén rồi và có bao vải bố đi kèm. Giá thì sẽ là 300.000. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78, mã của dao là SA78, giá sẽ là 300k nhá. SA78 này, giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. SA78 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái bộ vít như này các bác này. Đấy. Lên cho em đó là bộ vít vàng đi, nó có màu vàng như này cho nên là lên cho em.
là bộ vít vàng. Bộ này thì bên shop sẽ bán tri ân thanh lý cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, một bộ như này bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Và các bác có thể lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em để mình sử dụng này. Rất là ngon luôn nhá. Và đảo đầu này, đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác hôm nay đó là lên cho em là vít vàng nhá. Giá chỉ có 20k cho một bộ như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vít vàng nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là vít vàng này. Đấy, vít vàng giá của nó sẽ là 20k 20.000 cho một cái bộ vít vàng như này đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Vít vàng 20.000. tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòi nước nhá. Vòi nước đây. Đấy, vòi nước thì cái này nó sẽ là vòi đơn nhá. Đây, con vòi đơn này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con vòi đơn như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi nhá. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000. Đó, 65.000. Con vòi đôi này thì nó sẽ là lệch 15.000, lệch 15.000. Con này sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con vòi đơn như này. Đó. Và con này sẽ là 65.000. Tất cả của nó đều là có gen hết nhá. Có gen để các bác có thể xoáy vào các cái nguồn đầu cút này. Đó, và inox 304 không bắt 5 châm. Về nhà các bác test 5 châm thoải mái luôn. Đó. Con vòi đơn là 50.000 và con vòi đôi này thì sẽ là 65.000 các bác nhá. Vòi đôi là sẽ là 65.000 cho con vòi đôi. Đó. Thì có vòi đơn, vòi đôi. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái đèn hộp nhôm nhá. Một con đèn hộp nhôm như này. Đấy, con này thì sẽ có cả đèn, cả 5 châm hít, cả bật lửa luôn. Đây, có cả bật lửa đây. Đấy, bật lửa thì các bác giữ lì cho em cái này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, đèn lên này. Và các bác giữ lì thì nó sẽ lại tắt này. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó, đây. Con này thì giá sẽ là 90k nhá. Đó. Và đèn thì siêu sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, rất là sáng nhá. Có nhấp nháy cảnh báo luôn, siêu sáng luôn nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Có dây quay đeo quay sách đàng hoàng, có cáp sạc cho các bác luôn nhá. Đây, có quay đeo quay sách như này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Đèn hộp nhôm 90.000 nhá. 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ điều khiển từ xa. Con này thì hàng cực kỳ nhỏ gọn và có điều khiển từ xa như này, có on off các bác này. Đấy, các bác có thể về mình đấu vào đây cho em. 1 2 này, 1 2 là đầu vào này và 3 4 là đầu ra. Đó, 1 2 đầu vào, 3 4 đầu ra. Đây, input này, in out này. Đó. Ví dụ các bác đấu 1 2 đầu vào cái quả bóng điện này, sau đó thì 3 4 đầu ra cho em. Đó. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bộ điều khiển đen 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cổng đi mưa nhá, cổng đi mưa. Thời tiết đang lũ lụt mưa bão bẩn thỉu như này. Các bác dùng cái ủng này cho em. Đó. Mình xỏ trực tiếp vào chân nhá, xỏ trực tiếp vào chân. Ví dụ các bác có thể đi giày đi tất các bác xỏ vào cho em. Đó. Nó có qua như này các bác này, mở khóa ra này. Mở khóa ra cho em. Đó. Đây, các bác xỏ chân vào đây cho em. Cái này nó khổ to cho nên là các bác có thể xỏ cả đôi giày vào đây được luôn nhá. Đây. Đấy, nó khổ to mà, cho nên xỏ cả đôi giày vào được luôn. Sau đó thì mình lại bỏ ra, lại bỏ ra. Thì các bác có thể để trên ô tô này, chỗ nào mà mưa lũ lụt này. Giá sẽ là 90.000 nhá. Cùng đi mưa. Đó. Giá sẽ là 90k cho cái bộ ủng đi mưa như này. 90.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái van nước bằng đồng nhá. Đấy. Ngăn mùi bằng đồng nhá, ngăn mùi bằng đồng. Giá của nó sẽ là 50.000 cho cái ngăn mùi bằng đồng như này, bằng đồng các bác nhá. Đó, bằng đồng. Khi nước xả thì nó sẽ mở này và nước đóng thì nó sẽ lại đóng luôn. Rất là tiện luôn. Ngăn mùi bằng đồng giá sẽ là 50.000. Ngoài ra thì sẽ có cái nắp cống bằng nhựa đây. Nắp cống bằng nhựa thì giá của nó sẽ là 15.000. 15.000. Đấy, 15.000 cái nắp bằng nhựa như này. Đây em sẽ quay video cho các bác xem hai mẫu thực tế luôn. Đây là cái nắp cống ngăn mùi bằng nhựa các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, nước chảy rất là sạch luôn nhá. Đó, đây. Có cái lưới này để lọc rác này. Đó, rác tóc tai là nó sẽ đọng ở bên trên luôn. Các bác chỉ cần nhặt đổ vào là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Giá thì 15k một chiếc thôi. Đây các bác này. Đậy vào cái là khói nó không lên được luôn, còn bên này khói ra bình thường nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, xả này. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Rất tiện ích luôn. Đấy. Rất tiện ích các bác nhá. Và đây là cái nắp ngăn mùi bằng đồng này, đây. Con nắp ngăn mùi bằng đồng đây. Con bằng đồng này cũng rất là tiện ích luôn. Đây các bác này. Đấy, con này là ngăn bằng đồng này. Rất là tiện ích luôn, các bác đặt vừa hết các loại gần như là 100% các loại ấy luôn. Các loại đầu nước luôn, rất là tiện. Đây các bác này, đó. Đấy, các bác đặt vào cho em là xong, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn nhá. Đó.
Giá thì sẽ là 50.000 cho con ngăn mùi bằng đồng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay, con này là 100.000. Con này thì nó sẽ có một cáp sạc, một đèn. Nó là dòng đèn năng lượng mặt trời. Đây có một cổng sạc vào, một cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đó, đây, có báo pin luôn. Đó, một cái đèn ở giữa này. Tiếp theo là hai cái đèn hai bên này và tiếp theo là một con pha dọi nữa này. Đó. Rất nhiều chức năng luôn các bác nhá. Đèn ở giữa này, đèn hai bên này. Đó. Và đèn pha dọi này, pha cũng rất là dọi luôn. Điểm sáng rất là lớn nhá. Con này giá 100.000 nhá, 100.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm đó là cái gương xe đạp nhá, gương xe đạp này. Đấy, các bác lắp vào xe đạp cho em để mình điều chỉnh, mình nhìn xe đạp, lắp vào cái tay xe đạp như này. Lên cho em là gương xe đạp, giá sẽ là 30.000 cái gương xe đạp như này nhá. Ở đây nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần là đặt vào là xong. Đó, gương xe đạp 30.000. Tiếp theo thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Con này đang bán là 50.000, xả thanh lý cho bác còn 30.000 cho cái cắt hoa quả như này. Các bác đặt vào quả táo, quả lê. Đấy, nó sẽ có lưỡi như này và đặt vào, nó sẽ ra cho các bác 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng luôn. Đặt vào cái quả lê, quả táo là xong. Thanh lý cho bác 30.000 nhá, 30.000, cắt hoa quả 30.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái chổi, các bác lên cho em đó là chổi chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế như này. Đấy, chổi cọ bàn ghế. Giá sẽ là 30.000 thôi. Các bác kỳ cọ bàn ghế này, chổi cọ bàn ghế nhá, 30.000 cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa, giá sẽ là 70.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đầu chuyển cưa. Đây rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây nhá. Đây nó là cái khoan pin bình thường mà các bác dùng khoan điện nhá. Mình lắp cái đầu chuyển cưa vào cho em. Đây, lắp vào này. Đó, lắp vào. Cưa cắt rất là ok nhá. Đấy. Con này các bác cắt gỗ, cắt ống nước các thứ giờ thì ok luôn, còn cắt sắt thì nó sẽ hơi khó cắt một chút. Đấy, các bác thấy không? Đó. Đây nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu chuyển như này, một đầu chuyển như này, một cái tay nắm và ba kèm thêm ba lưỡi nữa. Về nhà các bác lắp vào khoan pin hoặc là lắp vào các loại ấy cho em. Đây, đấy. Cái đầu chuyển này, các bác lắp đầu lưỡi vào đây, đúng như trên video luôn nhá. Đầu chuyển cưa giá chỉ có 70 cành thôi, 70 cành cho cái đầu chuyển cưa như này. Tiếp theo thì cái điều khiển thì nó sẽ là một con điều khiển cắm trực tiếp. Con này thì sẽ là 270.000 cho cái điều khiển cắm trực tiếp như này. Đấy. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện cho em. Cắm trực tiếp vào nguồn điện sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua là xong. Đó. Nó cắm trực tiếp thì nó tiện hơn con đấu nối nhưng nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy. Và con này thì công suất của nó cũng khá là cao luôn. Đấy, nó sẽ là 30A nhé, công suất của nó là 30A. Đây. Về nhà các bác cắm thiết bị, cắm con này vào điện này, sau đó thì cắm thiết bị quạt rồi nói chung các thiết bị khác qua đây và mình điều khiển này, bình nóng lạnh các kiểu con là điều luôn. Đó, điều khiển từ xa. Ví dụ các bác muốn tắt cái quả bóng ở ngoài hiên thì các bác cho vào là xong. Giá sẽ là 270.000 cho các bộ điều khiển. Lên theo là điều khiển cắm trực tiếp 270.000. Con này thì điều khiển xa được 1.000m nhá, 1.000m. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vòi xanh này. Vòi xanh như này. Đấy. Vòi cam xanh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Nó cũng giống như cái vòi hai van xả hai đầu cơ thôi. Đấy, lên trên là vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Giá sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này, 50.000 một chiếc. Các bác có thể dùng để mình xả nước các thứ rất là ok luôn. Vòi cam xanh 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ống hút dung dịch này. Cái này thì được dùng để hút rượu, hút xăng dầu. 30.000 cái ống hút dung dịch như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Dòng này thì siêu nóng luôn. Các bác dùng để bôi vào các cái đau mỏi cổ vai gáy, sống lưng, sống cổ các thứ bôi vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó. Hàng 100% hàng của nội địa Hàn Quốc nhá, 100ml. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác bị đau mỏi vai gáy, đau mỏi cổ, đau mỏi thắt lưng, các kiểu con này điều các bác dùng con này chưa, rất là tiện ích luôn. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đây, cổ vai gáy các kiểu luôn nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con máy, con này thì các bác lên cho em là súng bắn đinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con súng như này. Con này thì các bác dùng để mình ghim các cái vật liệu, ghim giá rồi giá đỡ các kiểu luôn, một con súng như này. Các bác chỉ cần là lắp vào sau đó thì mình nhấp này thôi là nó sẽ bắn vào rất là tiện ích luôn.
Đấy, có cả gương kính, đồ vệ sinh các thứ đầy đủ, đồ thay thế nhá. Và một cái bộ đinh như này, bộ đinh như này nhá. Đó. Thì về nhà các bác có thể sử dụng rất tiện luôn. Lên cho em là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Giá sẽ là đúng súng bắn đinh không? Súng bắn đinh 240.000. Bao ship tận nhà. Đây là cái cây súng này, các bác chỉ cần lắp cái đầu đinh vào cho em, sau đó thì bắn vào tường này. Đó. Không cần phải khoan đục bẩn thỉu mất công nhá, rất tiện ích luôn. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt đổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Dùng đó để sửa chữa, cố định vật dụng trong gia đình, sửa ống nước, đường điện rất là tiện lợi. Bác nào cần thì nhấc vào giỏ hàng đính kẹp. Có cái máy này rồi, các bác không cần phải dùng máy khoan gây tiếng ồn lớn, hay là dùng búa đóng đinh rất là mất sức nữa. Đóng đinh vào bê tông hay sắt thép, đồ gỗ chỉ mất 1 giây. Máy không cần xài điện, cũng không cần xài pin, chỉ cần đặt đinh vào bắn là thủng. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt nổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Đó, giá thì sẽ là 240.000 các bác nhá. Súng bắn đinh, hàng cao cấp cho các bác luôn, 240.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái cặp sách dành cho các em học sinh, 120.000 một chiếc. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đó, đây. Một cái cặp chống gù lưng nhá. Dòng này là dòng đặc biệt giúp cho các bác, là cho các em nó đeo nó chống gù lưng rất là tốt luôn. Có những cái phần đệm ở đây. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Có phần đệm ở đây chống gù lưng. Và sách của nó là để dọc, thì khi mà các em đeo vào thì nó sẽ dọc theo lưng, nó đỡ bị đè theo lưng của mình. Đó. Giá thì sẽ là 120 cành thôi. Cặp rất là to luôn, cấp 1, cấp 2 đều dùng hết nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 120.000 cái cặp sách chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con máy sấy giày nhá. Máy sấy giày, con này sẽ là 195.000 một chiếc. Dòng này thì nó sẽ là trực tiếp cắm điện 220V. Đây, điện 220V nhá. Đấy, và công suất của nó sẽ là đi có hẹn giờ hẹn giấc các thứ đàng hoàng nhá. Có hẹn giờ hẹn giấc đàng hoàng. Và đây là cái máy này. Đấy. Đây. Các bác có thể vặn cái này lên này. Đấy. Đây, vặn thêm cái này lên, sau đó thì mình xỏ giày, hoặc là các bác có thể chùm các cái phần mình muốn sấy vào đây, sau đó thì vặn cái công tắc này cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 30 phút, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Dặn vặn cái dưa le này lên và nó sẽ tự ngắt. Đấy, thì các bác giặt giày giặt dép thì phải sấy khô. Dùng con này cho em rất là tiện nhá. Máy sấy giày 195.000. Các bác để mà nó tự khô thì nó khá là lâu, đặc biệt là giày nồm ẩm hoặc giày mưa thì nó sẽ dẫn đến là bị mục giày. Nhưng mà cái này các bác dùng thì nó chỉ khoảng là 30 phút đến 1 tiếng là khô. 195.000 cho con máy sấy giày như này. Tiếp theo thì nó sẽ là con Phương ơi. Phương ơi. Một con túi rất là đẹp. Đây, một con túi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là túi dép nhá, túi dép. Đó, túi dép rất là đẹp luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Đấy. Một con túi dép như này. Kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 25 và một chiều là trên 20. Túi hàng của thương hiệu dép, chất liệu da. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Các bác lên cho em là túi dép, giá của nó sẽ là 95.000 cho cái túi dép như này các bác nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con nguồn led này. Đấy, nguồn led đây. Nguồn led. Con này thì sẽ là 150.000 cho một con nguồn led 12V như này. Nguồn led 12V. 150.000 nhé nhá. 150.000 cho con nguồn led 12V như này. Rất tiện ích luôn. Thì các bác có thể đấu các cái nguồn led vào đây cho em. Bác nào có thợ có nghề là biết rồi. Nguồn led 12V, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Ngoài ra thì bên shop có bán cái dây led đây. Dây led này sẽ là 30.000 một dây. Một dây của nó sẽ là 20 mắt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, nó sẽ vào 20 mắt như này. Và về nhà các bác cắt ra cho em, sau đó thì mình có thể dán lên, có băng dính hai mặt rồi. Các bác có thể dán lên cửa, lên cổng hoặc là quấn vào cây rất là ok. Nó là dòng led ngoài trời, chịu được mưa nắng nhá. Màu của nó là màu trắng, led màu trắng rất là đẹp luôn, rất là sáng, gắn vào tủ kính cũng được. Các bác lên cho em là mên led nhá. Mên led 30.000 một mên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi phun thuốc nhá. Một cái vòi phun thuốc như này. Con này các bác dùng để mình phun thuốc sâu này, xịt rửa các thứ rất là tưới cây cái thứ rất là ok luôn. Đầu vòi xịt này các bác chỉ cần xoáy vào cái chai Coca thì em là xong. 35.000 nhá. 35.000 cái vòi phun thuốc như này. Đấy, bơm vào đây thì các bác bơm tay ở đây này. Đấy, xoáy vào chai Coca là xong, đầu xịt đây. Đấy. Van xả bằng đồng nhá, rất là ngon luôn. Lên cho em là vòi phun thuốc 35.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái thước kẹp gem nhá. Đầu tiên nó sẽ là một cái con thước bằng
thước bằng sợi carbon nhé. Con này bằng sợi carbon chứ không phải là bằng thép đâu. Đấy, nó là sợi carbon thôi, nhưng mà dùng rất là ngon luôn. Đây, này nó có cái tấm giấy bóng, các bạn, các bác bóc vào cho em. Đấy, để dùng để kẹp gem này. Đó. Các bác có thể đo bên ngoài này, đo bên trong và đo chiều sâu. Có 3 cách đo nhá. Cái này bên này là sẽ là đo đường kính bên ngoài, đường kính bên trong này và đo chiều sâu ở đây nhá. Con này thì nó sẽ là 15 cm. Đó. Giá thì sẽ là một con thước kẹp gem bằng sợi carbon như này là 100.000. Ngoài ra thì bên em có một con nó sẽ là bằng cơ và bằng thép nhá. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy. Con này thì nó bằng thép, hàng của Unica. Hàng Unica của Nhật nhá. Đây. Đấy, Unica Japan này. Đó. Con này thì nó sẽ là bằng thép nguyên khối như này và các bác đo là bằng cơ. Nó cũng có 3 chiều đo như vậy. Con này thì nó sẽ là đo được cũng là 15 cm. Đấy, các cái thông số của nó đây. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Lên cho em là kẹp gem bằng cơ nhá, kẹp gem bằng cơ 150.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Đấy. Bộ này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, một tay vít này, 30 đầu vít này. Đó, và một tay nối dài nữa. Lên cho em là vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái hộp vít xanh như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái bọc yên nhá. Đấy, cái này là 45.000 cái bọc yên như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác bọc vào yên xe để giúp cho các bác là khi mình sử dụng ấy thì mưa nắng nó không bị ướt này, mưa không bị ướt và nắng không bị nóng. Đấy, vì cái da bình thường nó sẽ nóng, nhưng mà cái này nó là bằng sợi cước, cho nên là vừa chống nóng vừa là nước. Khi các bác dùng mà có bị nước cũng không sao nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bọc yên 45.000 cái bọc yên như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên thì em đó là cái máy rửa xe chạy bằng pin nhá, 300.000 chạy bằng pin như này. Đấy, đây là máy của nó này, lắp pin vào này. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Đó, lắp pin. Đó, lắp pin và các bác lắp kết nối vào cho em các cái đầu vòi đầu viếc này. Đó, máy rửa xe chạy bằng pin nhá, dây giếc này, cáp sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. 300.000 cho một con máy rửa xe bằng pin như này nhá, 300k. Đây, nước nó thịt ra này. Đấy, 300.000 thôi. Pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, chọn bộ như này, chọn bộ một cái bộ máy rửa xe pin như này, giá chỉ có 300.000 thôi. 300k trong cái bộ này. Về nhà các bác dùng để mình xịt rửa xe, tưới cây đầy đủ cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy. Sẽ là một bao gồm thêm một thân máy này. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này. Một thân máy dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Và nó sẽ có cho anh em là đầu thứ nhất là đầu cho anh em rửa xe này. Đây nó sẽ là cái đầu đỏ này, là đầu anh em rửa xe. Khi anh em tháo lắp thì anh em đẩy cái lấy này. Đấy, sau đó thì anh em đẩy lấy này, sau đó thì anh em đẩy cái lấy này vào. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Các mã hàng cập nhật của bên em, các số hotline các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhé. Đó, thương hiệu Winling hay người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000.
Đợt này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt, chỉ còn là 750.000 thôi, 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000, bên em bao ship đến tận nhà. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đó. Lên cho em là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá. Hộp đựng bằng inox 304. Đây rất sáng bóng đẹp nhá. Đấy, đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây. Inox 304. Rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá, ít có thoát nước nhá. Đó, ít nước có thoát nước luôn. Tiếp theo là sẽ là bộ dao này. Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Đó, tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà. Một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó, kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này. Một cái liếc nhá, một cái liếc này. Đó, một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là dao này. Dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá, dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó. Dọc dây bóng thoải mái luôn. Các loại giấy luôn các bác này. Đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nha, dài khoảng 20 cm nhá. Con dao thái này, đây. Dọc dây bóng cho bác xem này, dao siêu bén luôn. Đó. Các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, các bác theo. Đây. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn. Rất sắc các bác nhá. Đó. Có đánh nhám chống dính này, Winling hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Winling hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món. Giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này, một liếc một kéo này. Ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt, một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20 cm, dao thái thì dài khoảng là gần 30 cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài, một con nhỡ như này, một con dài, một con nhỡ như này. Đấy, một con to, một con nhỏ. Cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao chuyên thái. Các bác lên cho em là dao chuyên thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao này. Chuyên thái, bộ dao chuyên thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đó. 150.000 cho bộ dao chuyên thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ này. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này. Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này. Đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao này nhá.
Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá, các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây, đấy, Asaka Japan này, đó. Đây, rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi, nhỏ gọn tinh tế, chuyên để thái là ok. Đó, đây, đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó, bộ dao 6 món chuyên thái. Đây, bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3 con dao. Cái kéo là 4, cái liếc là 5 mà cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá. 6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này về nhận hàng này thắc mắc là sẽ có 5 thì không đúng. Tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dặn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này, kéo con gà của Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây, to dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy, giá chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy, con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó, rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp thìa của Đức nhá. Một hộp này của nó sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Tính ra vào chỉ có 12.000 một chiếc thôi. Inox 304. Rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn, sâu lòng. Các bác múc đồ ăn, cơm canh, cháo thoải mái luôn. Lên cho em là bộ thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 trong hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì nó sẽ là hộp đũa nhá. Hộp đũa này của nó thì sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 55.000. À, 5 đôi. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức đây, Su 304 này. Đó, Su 304 như này. Giá thì sẽ là 55.000 cho một hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, 5 đôi. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ bình. Các bác lên cho em là bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Bao gồm cho các bác là một bình và ba cái cốc nhá. Đấy, một cái bình như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đây, một cái bình như này nhá. Đấy. Có nắp đậy này và có nắp giữ nhiệt luôn. Inox 304. Đây, Su 304 các bác này. Dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít nhá, khoảng nửa lít. Nắp đậy này. Đấy, bật nắp ra để các bác rót này, rót xong các bác lại bấm vào này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có cho các bác là 3 cái ly như này. 3 cái ly như này để các bác rót ra uống luôn hoặc có khách khứa rất là tiện luôn. Đậy nắp này. Có đậy nắp vào làm quai sách luôn. Đó. Lên cho em là bộ bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho cái bộ bình 3 như này. Giá sẽ là 80.000 cho cái bộ bình 3 này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao vàng này, siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó. Dao vàng này, con này rất là bén quá này. Đấy. Dọc giấy bóng thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Dọc giấy giết thoải mái luôn. Các bác dùng để gọt hoa quả này. 20.000 cho một con dao vàng như này. 20.000 cho một con dao vàng như này. Giá sẽ là 20.000 một con và giá thanh lý 50.000 ba con luôn. 20.000 cho một con dao vàng như này thôi nhá. Dao vàng 20.000 một con. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ khay như này nhá. 25.000 một chiếc và 5 cái là 110.000 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Cái này thì chiều rộng của nó vào khoảng là 25, chiều dài là 25, chiều rộng thì vào khoảng là 15. Đấy, các bác có thể dùng để mình
đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Giá của nó thì sẽ là đi 25.000 một chiếc nhé, 25.000 một chiếc và 110.000 cho 5 chiếc. 110.000 cho 5 chiếc đây. Cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em đó là cái gì? Khay cà phê. Khay cà phê nhá, khay cà phê. Giá sẽ là 25.000 một cái và 5 cái 101. Khá dày dẫn chắc chắn và khá đẹp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đá Vĩnh Cửu nhá. Đá Vĩnh Cửu một khay này sẽ là cũng là hàng nguyên linh của Đức luôn. Một khay này của nó sẽ là 6 viên. Đấy, có 6 viên có giá gấp như này. Các bác cứ bỏ trực tiếp cái này vào cái ngăn đông tủ lạnh cho em, ngăn đông tủ lạnh nhá, ngăn đá. Bỏ trực tiếp vào ngăn đá xong là khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Đó. Thì có cả cái gấp như này luôn, rất là tiện. Có cả cái gấp này luôn rất là tiện nhá. Mình gấp ra mình sử dụng. Giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái đá Vĩnh Cửu như này nha. Lên cho em đá Vĩnh Cửu 70.000. Tiếp theo thì các loại bút này. Thì bút của Thiên Long nhá. Bút này là hàng bút của Thiên Long. Đấy, nó sẽ là một hộp này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này. Đấy, 50.000 một hộp 10 cái nhá. 50.000 một hộp 10 cái nhá. Đấy. 50.000 một hộp 10 cái và 3 cái sẽ là 20.000 nhá. 3 cái là 20.000. Đó. Có hai màu, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Đấy. Bút viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy. 3 cái là bằng 20k nhá. 20k. Còn 10 cái là sẽ là bằng 50k, 50.000. Đó. 10 cái bằng 50.000. Đây. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Thiên Long. Hàng của thương hiệu Thiên Long nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Có màu đỏ, có màu đỏ, màu xanh nhá. Màu đỏ, màu xanh cho các bác này. Đó. Màu này màu đỏ đây. Đấy, màu đỏ đây. Có màu đỏ, màu xanh. Hàng là bút Thiên Long xịn anh em nhá. Bút Thiên Long xịn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bút bi nhá. Bút bi thì sẽ là một hộp này là 20 chiếc. Giá thì sẽ là 2.000 một cái à? 2.000 một cái và bên em bán là đi bán từ 5 cái trở lên. Bán từ 5 cái trở lên nhá. 2.000 một cái. Bán từ 5 cái trở lên. Một hộp này của nó sẽ là 20 cái thì nếu bác nào mua cả hộp thì sẽ là 35.000. 35k nhá. 35k trên một hộp. Trên một hộp 35k là 20 cái nhá. Còn mua lẻ thì bên em bán là từ 10 cái trở lên. 10 cái thì sẽ là 20.000 nhá. 10 cái là sẽ là bằng 10 cái là bằng 20k. Đấy, bán từ 10 cái trở lên nhá. Bán từ 10 cái trở lên. Đấy, thấp nhất là bán 5 cái. 5 cái sẽ là 10.000, 5 cái là 10.000. Còn lại là 10 cái là 20.000, còn mua cả hộp thì sẽ là 35.000 trên một hộp như này, là 20 chiếc, 20 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái sen cao su nhá. Cái này thì các bác dùng để làm sen tắm rất là tiện luôn. Đấy, có các cái đầu cao su như này và nước nó xả ra thì nó sẽ có hai chế độ như này này. Đấy, hai chế độ như này. Đấy, cho các bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho các bác trà rửa rồi tắm mình vệ sinh luôn. Đấy, tắm mình kỳ cọ luôn rất là tiện đây. Đấy, cái đầu cao su như này. Tắm nó rất là mút. Đấy, các bác vệ sinh tắm rửa luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 90k thì cái sen cao su như này, dây rất là dài. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ tăng đơ 9D nhá. Bộ máy cạo râu 9D, máy cạo râu 9D. Đấy, thì sẽ là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này, có 3 lưỡi cạo nhá, một thân máy này. Có 3 đầu lưỡi như này nhá, 3 đầu lưỡi cạo như này. Kèm cho các bác là một đầu tỉa lông mũi, một đầu tăng đơ. Đó. Đấy, các bác thấy không? Em đưa vào cạo râu này. Đấy, vừa lướt qua cái đã có luôn nhá. Đó, rất là sắc bén luôn. Bộ 3 lưỡi kép rất sắc bén luôn. Đó. Thì sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu này, một đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi. Ngoài ra thì đây là không có cái đầu chà. Sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này để các bác dùng để mình tỉa lông mũi, tăng đơ và cạo râu chấn viền luôn. Tăng đơ 9D, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì sẽ có cho các bác là hai mẫu như này. Hai mẫu này, dầu gội đầu của thương hiệu Clear 80.000 một lọ. Hàng của Clear nhá. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Thì sẽ là 80.000 cho một lọ, có màu xanh màu trắng nhá. Có màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy, cái này bên em bán nhiều lắm không. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ. Cái này thì nó sẽ là kệ bộ chân đỡ đa năng nhá. Giá sẽ là 50.000. Các bác dùng để mình đỡ tủ lạnh này,
máy giặt này, nói chung là nó sẽ có cho các bác là cái nam châm, cái cao su để nó hít xuống. Đấy, đây, chân nó khá là to luôn, chân rất là to này, to bự luôn, đường kính của nó khoảng 10 cm. Và có cái nấc như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh nâng lên hạ xuống nó rất là tiện nhá. Nâng lên hạ xuống nó rất là tiện luôn. Và các bác có thể để mình kê tủ quần áo này, kê máy giặt, tủ lạnh đều được hết nhá. Đấy, thì các cái vị trí nào nó thấp thì các bác có thể đôn lên như này hoặc hạ xuống này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi, 50.000 bằng nhựa, khá là chắc chắn luôn, chịu được tải hàng chịu được tải rất là cao luôn. Đây, đấy các bác này, hàng Việt Nam chất lượng cao, cơ khí điện tử SH này, 50.000 thôi. Đấy, nó có thể chịu được hàng tạ luôn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đây, bốn chân như này. Tiếp theo thì 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là áo mưa nhá, áo mưa. Đây, 195.000 cho một bộ như này, bao gồm cả quần cả áo luôn. Một bộ nhá, một bộ như này này, bao gồm cả quần cả áo mặc vào đúng như này luôn. Đó, kiểu dáng thể thao đẹp, 195.000 cho một cái bộ áo mưa như này nhá. Đây, chất của nó sẽ là hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng hai lớp này nhá, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Áo của nó cũng là áo hai lớp hết nhá. Áo hai lớp như này, rất là dày dẫn chắc chắn đây các bạn này. Đó, hai lớp hết này. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 195.000 nhá. Tiếp theo là bộ quần áo mưa. 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Giá sẽ là 500k. Ở đây thì nó sẽ là một con bếp cực kỳ là ngon luôn. Đó, đây. Nó sẽ là bằng hồng ngoại nhá, bằng hồng ngoại, hàng của Nhật này, Matika, Matika hàng của Nhật đây. Nút nguồn của nó này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Công suất cũng khá là cao luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn này. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bếp hồng ngoại này đun thích lắm. Đấy, các bác có thể dùng ăn lẩu ăn liếc luôn, rất là ngon. Hàng của hãng bảo hành cho các bác luôn, yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 1 tháng luôn. Trong vòng 1 tháng đầu các bác sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu sử dụng đây. Đấy, kích thước của nó đây. Rất ngon lành luôn nhá, 500.000. Bếp hồng ngoại 500.000 nhá. Bếp hồng ngoại nóng cực nhanh luôn, 500.000. Tiếp theo thì một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây, nó sẽ là một con máy đọc thẻ như này. Con này thì bao gồm là một máy này, một máy các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Và một cái bộ thẻ nhá, một cái bộ thẻ và một cáp sạc. Bộ thẻ này thì rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Đây, các bác lắp vào cho em này. Đó, có cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Đó, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Và nó có tới hàng trăm chủ đề luôn nhá, hàng trăm chủ đề luôn. Đó, đây. Rau củ quả này, cây cối này, vườn tược này, rồi nói chung là đầy đủ hết nhá. Xe cộ, ô tô, xe máy. Đây, mỗi cái màu này là một chủ đề này. 1, 2, 3, 4, 5 chủ đề. Đấy, 5 chủ đề tổng của nó sẽ là đây, các chủ đề như này này. Động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày, nói chung là nhiều lắm. Đây, đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là máy đọc thẻ 80.000 nhá. Dùng rất là tiện luôn. Các bác mua làm quà cho con em nhà mình, vừa chơi vừa học này. Có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Rồi, ok.